sau đó hắn lại thử nhiều cách khác nhau, nhưng cấm chế này huyền diệu vô cùng, không hề có kẽ hở, vô luận là đao bổ hay lửa thiêu, ngay cả man lực oanh kích đều không gây chút tổn hại nào đến cấm chế, căn bản không thể phá vỡ chút nào. Sao lại như thế, ánh mắt hàn lập chấp động, miệng thì thao lẩm bẩm Nhìn tình hình vừa rồi thì bản thân hắn đã đoán đúng, nơi đây hẳn là bạch tước cốc rồi. Chỉ là bạch tước hiện thân rồi bay vào bí cảnh giống như đang chỉ dẫn cho mình, nhưng mà sao hắn lại không tiến vào trong động được. Chẳng lẽ, hắn suy nghĩ một phen, sau đó lấy ra lệnh bài trưởng lão đưa về phía pháp trận hình bát giác. Một tia ô quang từ trong pháp trận bắn ra, đánh lên lệnh bài. Trong nháy mắt 9.000 điểm công trạng trong lệnh bài liền bị khấu trừ, chỉ còn lại vẻn vẹn 132 điểm, thật đáng thương. Quả là như thế, Hàn Lập hơi ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng trở nên vui vẻ. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, pháp trận phía trên hắc động lóe lên hào quang, sau đó bao bọc toàn thân thể hắn lại, hút thẳng vào trong động sau đó hắc động co rụt lại rồi biến mất không thấy gì nữa hồ nước phía trên vẫn tiếp tục rung động sương mù lại lượn lờ trở lại như cũ hàn lập chỉ thấy trời đất quay cuồng thân hình bị đảo ngược lại sau đó xuất hiện trên một quảng trường lát đá trắng ánh mắt hắn quét về bốn phía ở phía xa xa sau ngọn núi xanh là dãy núi uốn lượn mỗi bên trái phải có một pho tượng vị thần cao cỡ trăm trượng tay cầm pháp khí cực lớn khom lưng đứng trên mặt đất Cúi đầu trợn mắt nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập chỉ liếc mắt qua pho tượng, rồi nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở cuối quảng trường có một dãy cung điện màu vàng dài liên miên vô tận, bên trên có mây lành bao phủ, phóng ra bảo quang lập loè. Phía trước cung điện có một căn gác cao có bốn mặt thoáng, phía trên mơ hồ có thể thấy hai vị thần nhân tiên phong đạo cốt đang khoanh chân ngồi đối diện đánh cờ. Sau lưng họ có thị nữ mặc cung trang màu trắng hoặc nâng lô hoặc dâng trà. Mọi người đều thần thái tự nhiên, không ai nhìn về phía Hàn Lập. Ở cửa cung điện phía dưới có hai đội kim giáp vệ sĩ cầm binh khí tựa hồ phát hiện ra Hàn Lập, sát khí đằng đằng lao về đến. Hàn Lập thấy thế hử lạnh một tiếng, không tiến lên mà khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy trong mắt hắn chấp động lam quang, hai tay bấm pháp quyết cổ quái, miệng quát. Phá cho ta, trong nháy mắt, cả biển thân thức của hắn không bị áp chế chút nào, mãnh liệt cuồng dũng lao về bốn phía như vũ bão. Dầm rầm một hồi thanh âm sóng hoa cuốn động vang lên, một cỗ khí thế cuồng bạo lấy Hàn Lập làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Quảng trường lát đá trắng dưới chân Hàn Lập xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ đất cát bị mở ra, chôn vùi bốn phía. Hai pho tượng thần ở hai bên ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn, dãy núi sau lưng cũng tiêu tán như khói. Đội kim giáp binh sĩ chưa kịp xông đến trước mặt hắn đã bị cỗ sóng khí này tràn qua, xé thành từng mảnh nhỏ. Rất nhanh sau đó cung điện màu vàng ở phía xa cũng vỡ nát thành từng khúc ngay cả thần tiên và tiên nữ cũng biến thành cho tàn. Toàn bộ ảo cảnh đất trời ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Hàn Lập vẫn ngồi dưới đất như cũ, chỉ là quảng trường màu trắng đã biến thành bãi đất rêu xanh, xung quanh như có núi xanh vần quanh. Nhìn địa vực rộng lớn hắn lại cảm thụ rõ ràng ở xung quanh có bích chướng không gian tồn tại. Xem ra bí cảnh nơi đây bé hơn phân nửa so với tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn nghĩ vậy, sau đó chậm rãi đứng dậy phủi sạch bùn đất sau lưng, nhìn về phía trước chỉ thấy có một tấm bia đá rộng cỡ 10 trượng sừng sững trên mặt đất, hai bên bia đá đều khắc một con dị thú giống như long xà. Tuy nhiên, vì tấm bia đá bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, trên đỉnh thiếu mất một khối lớn, thành ra không cách nào biết được rốt cuộc là con gì. Rêu xanh phủ đầy bề mặt chỗ vỡ, thoạt nhìn bị tàn phá đến mức không chịu nổi nhưng may mắn chính là một nửa phía dưới tấm bia đá được bảo tồn hoàn chỉnh, khắc chi chít chữ kim truyện văn trên bề mặt. Hàn Lập bước nhanh về phía tấm bia đá, chỉ liếc một cái liền cứng người lại đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không rời. Đây là công pháp chân ngôn hóa luân kinh, hắn nhịn không được kinh hỉ kêu lên, văn tự trên tấm tàn bia rõ ràng phân làm hai đoạn, ở giữa có một khoảng trống. Tới gần mặt đất, nơi có một đám cỏ dại che phủ ghi chép một dòng chữ mà Hàn Lập rất quen thuộc là chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ nhất, mà ở phía trên thì đúng là công pháp tầng thứ hai mà hắn vô cùng mơ ước. Mới nhìn lướt qua văn tự thô sơ, giản lược phía trên, lông mày hắn không khỏi cau lại, lâm vào trầm tư nếu như truyền công các trong tông có chứa công pháp chân ngôn hóa luân kinh, vì cứ gì lại sắp đặt một tấm bia đá cổ quái như vậy ở chỗ này? Lại thông qua loại phương thức cổ quái mờ mịt này dụ người tới đây? Hoặc có lẽ công pháp tầng thứ hai trong truyền công các cũng là thu được ở đây? Dù sao tiến vào nơi đây cũng phải tiêu phí 9.000 điểm công trạng. Lần sau đi truyền công các, có thể nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức một chút vậy chính hắn trong lúc vô tình phát hiện tấm bia đá ở thái huyền điện gợi ý đi tới nơi đây cũng không biết có bị xem là đi bậy đi bạ không đây cũng là khả năng giải thích hợp lý duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ đến đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên có một đạo bạch quang sáng lên bạch tước lúc trước dẫn hắn tiến vào nơi này lại lăng không hiện ra nó bay thấp đến tấm tàn bia mổ lên chỗ rêu xanh phủ trên chỗ vỡ của tấm bia hàn lập nhìn lại bạch tước thấy quanh thân nó oánh quang lượn lờ như ảo như thật làm người nhìn không rõ lắm thời điểm lúc hắn đang nghi hoặc con bạch tước rừng mổ chuyển hướng nhảy đến phía hắn mỏ nhọn mở ra liền nói tiếng người nhìn cái gì người chỉ có thời gian nửa ngày còn không nhanh ghi nhớ công pháp hàn lập nghe vậy lập tức sững sờ không nghĩ tới con bạch tước này lại có thể nói tiếng người tuy rằng có chút không lưu loát hiển nhiên là do cấm chế nào đó biến thành nhưng quả thực làm hắn vô cùng kinh ngạc nghĩ đến đây hắn không khỏi lại nhìn bạch tước một lần nữa còn nhìn, Bạch Tước vừa chừng mắt, vừa nói. Hàn Lập cười khổ một tiếng, thu liếm nghi hoặc, tập trung tinh thần nhìn tấm bia đá. Công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai và tầng thứ nhất là nhất mạch tương hỗ nhau, đều viết bằng kim truyện văn, cùng cách hành văn cổ, vì vậy đồng dạng không xuôi không thuật, rất tối nghĩa khó hiểu. Bất quá, cũng may đã có tu luyện công pháp tầng thứ nhất làm trụ cột, Hàn Lập không đến mức giống như trước kia không có đầu mối, chỉ là tốc độ hơi chậm. Môi hắn hơi khép mở, đọc từng câu từng chữ công pháp ghi chép trên tấm bia đá đồng thời vận dụng thần thức cường đại ghi khắc kỹ nội dung công pháp vào trong đầu qua chừng hai canh giờ trên trán và hai bên thái dương hàn lập đã lấm tấm mồ hôi chảy ra hắn thở một hơi dài cuối cùng đã ghi nhớ hoàn toàn công pháp tầng thứ hai bên trong công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai có thêm một bí thuật tên là chân thực chi nhãn dựa theo miêu tả nếu tu thành sẽ có thần thông nhìn thấu hư ảo chẳng qua muốn tu luyện bí thuật này cần một điều kiện tiên quyết chính là trên chân môn bảo luân của người tu luyện phải ngưng tụ được ít nhất 12 vòng đạo văn. Chương 270, thời không bổ khuyết, nghĩ tới đây, trên mặt Hàn Lập không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Hắn nhờ linh dược tiểu bình mà hôm nay dù mới tu thành công pháp tầng thứ nhất, nhưng trên chân môn bảo luân đã ngưng tụ ra trọn vẹn 24 vòng đạo văn, do đó tất nhiên hắn có thể tu luyện bí thuật chân thực chi nhãn rồi. Chỉ thấy hai tay hắn bấm pháp quyết, miệng ngâm tụng khẩu quyết, sau lưng kim quang hiện lên, chân môn bảo luân lập tức hiện ra. Bạch tước vốn đang mổ rêu xanh ở trên tấm bia đá, cảm nhận được chấn động kỳ dị truyền ra từ chân luân, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Động tác của nó vẫn trôi chảy không bị chân luân ảnh hưởng chút nào. Hàn lập lại liếc nhìn văn tự công pháp trên tấm bia đá, ánh mắt kiên định, miệng tiếp tục ngâm tụng khẩu quyết công pháp tầng thứ hai. Sau một lát, pháp quyết trên tay bỗng nhiên biến đổi, thanh âm ngâm tụng trong miệng cũng đột nhiên tăng tốc. Phía sau lưng, chân ngôn bảo luân cũng chuyển động nhanh lên, phóng xuất ra kim quang rực rỡ. Đôi mắt Hàn Lập lóe lên tinh quang, thời gian đạo văn khắc sâu trên bảo luân vốn chỉ có 6 vòng tỏa ra hào quang nhu hòa thì lúc này từng vòng liên tiếp phát sáng lên. Nương theo mỗi một vòng đạo văn sáng lên, thời gian lưu động trong phạm vi 10 trượng chung quanh liền chậm lại. Tốc độ chuyển động của chân môn bảo luân càng nhanh thêm vài lần. Chỉ thấy khi xoay tiết thì thân bảo luân trở nên mơ hồ, có thể thấy loáng thoáng từng sợi tơ màu vàng hiện ra, hội tụ vào vùng trống ở chính giữa thân luân. Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể trôi đi nhanh chóng tiêu hao rất lớn, nếu so với lúc luyện đan thì tiêu hao gấp đôi. Hắn lúc này lật tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch, nhanh chóng hấp thu bổ sung tiên linh lực, đồng thời toàn lực thao túng chân luân trong cơ thể, vận chuyển môn bí thuật kia tới cực hạn. Mấy chục hơi thở sau đó, lúc này vòng đạo văn thứ 12 cũng được kích hoạt. Hào quang sáng lên, toàn bộ quang luân màu vàng nổ lớn ô, ô, n, g một tiếng, bảo luân đang xoay tròn liền dừng lại. Những sợi tơ ngưng tụ ở chính giữa xoắn suýt, quấn quanh, ngưng tụ thành một sợi hình tròn màu vàng lớn chừng quả đấm, phía trên tràn ngập kim quang, lập lè bất định. Hàn lập thấy vậy, miệng ngừng ngâm tụng khẩu quyết, hai mắt ngưng tụ, thấp giọng quát, ngưng. Chỉ thấy sợi vòng tròn màu vàng kia lập tức phóng ra kim quang rực rỡ, trói mắt như ánh mặt trời. Hàn lập cảm thấy hai mắt khó chịu đến chảy cả nước mắt, phải nhắm hai mắt lại. Sau mấy hơi thở, đạo kim quang trói mắt kia rút cuộc dần dần mở đi. Hàn lập rụi rụi mắt, không để ý đến biến hóa kim luân sau lưng, đảo tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, nhanh chóng hấp thu tiên linh lực. Sau một hồi lâu, hắn mới quay lại nhìn Kim Luân sau lưng. Chỉ thấy Kim Luân vốn to hơn một xích giờ đã lớn thêm vài phần, ở chỗ trống chính giữa lơ lửng một con mắt dọc to lớn màu vàng, mí mắt đang nhắm chặt. Hóa ra đây chính là chân thực chi nhãn. Hàn lập nhìn chằm chằm vào con mắt màu vàng, thì thảo nói ra. Trong lòng hắn khẽ động, tay bấm pháp quyết theo pháp môn bí thuật chân thực chi nhãn, thúc giục con mắt dọc màu vàng. Lần này lại không có xuất hiện tình trang tiêu hao tiên linh lực nhiều như trước. Chỉ thấy 12 vòng đạo văn phía trên chân ngôn bảo luân đồng thời sáng lên, một trận chấn động kỳ dị từ đó chuyển ra. Sau khi con mắt dọc màu vàng rung động một hồi thì ở chính giữa, mí mắt màu vàng mở ra hai bên, lộ ra nhãn cầu màu vàng óng. Toàn bộ nhãn cầu này có màu vàng nhưng màu sắc phân bố không đều. Ở chỗ con ngươi, màu vàng đậm hơn nhiều, giống như đúc từ kim thủy mà kim quang phía ngoài con người lại hơi nhạt, bao quanh nó là một vòng phù văn tinh mịn kỳ dị. Hào quang bên ngoài phù văn rất nhạt, không giống kim quang bình thường, so với mí mắt còn nhạt hơn. Khi mí mắt đã mở to ra, vòng phù văn kỳ dị ở chính giữa chân thực chi nhãn lập tức xoay tròn cực nhanh. Một tia hào quang màu vàng nhạt từ trong con mắt phóng ra. Tâm tư khẽ động, Hàn Lập không dùng hai mắt để nhìn mà dùng con mắt dọc màu vàng nhìn bốn phía. Chỉ thấy hiện ra nguyên trạng từng tòa núi xanh chung quanh đã bị chôn vùi, Chúng biến thành từng vách ngăn không gian bán trong suốt, phía ngoài vách ngăn là một vùng tối tăm mờ mịt, dường như là bị sương mù bao phủ. Chỉ như vậy thôi sao? Trong nội tâm Hàn Lập không khỏi hiện lên nghi vấn, nếu uy năng của chân thực chi nhãn chỉ như vậy thì so với Minh Thanh Linh Mục của hắn cũng không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là có thể nhìn thấu triệt hơn một vài vật ẩn nấp mà thôi. Như thế này so với kỳ vọng của hắn thì đúng là chênh lệch một trời một vực rồi. Thân hình hắn chậm rãi chuyển động, quang luân màu vàng sau lưng cũng chuyển động theo con mắt dọc màu vàng cũng từ từ nhìn về phía đó. Lúc Hàn Lập hướng mặt về phía tấm tàn bia, con mắt dọc màu vàng cũng nhìn về phía tấm bia đá đó. Chỉ thấy trên tấm bia đá bỗng nhiên nổi lên một tầng hào quang màu trắng nhạt, mông lung như một làn khói mỏng, ngăn ánh mắt của hắn lại, làm hắn không thấy rõ chữ viết trên tấm bia đá. Mà Bạch Tước đang đứng trên tấm bia đá cũng biến thành một đoàn năng lượng cùng loại với thiên địa nguyên khí. Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc, lập tức tâm thần khẽ động, toàn lực thúc dục chân ngôn bảo luân chỉ thấy hào quang phía trên kim luân rực rỡ, từng vòng đạo văn hơi mở lần lượt sáng lên. Lúc 24 vòng đạo văn đồng thời kích hoạt, kim quang trong con mắt dọc màu vàng sáng hơn nữa, rồi lập tức bắn ra một tia hào quang màu vàng vào màng trắng trên tấm bia đá, xuyên qua trong nháy mắt. Chỉ thấy tia kim quang kia như một lưỡi dao sắc bén xẻ đôi màng trắng, tách ra hai bên. Đúng lúc này, tấm bia đá ầm ầm chấn động, bạch tước cả kinh vỗ cánh rời đi. Nương theo tia kim quang sáng lên, từ trong tàn bia truyền ra từng trận chấn động kỳ dị. Hàn Lập cảm nhận được ở trong đó một chút yếu ớt nhưng có chút quen thuộc chính là lực lượng thời gian. Tấm bia đá này là một kiện pháp khí ẩn chứa thời gian lực. Hàn Lập thấy vậy, kinh ngạc kêu lên, nhưng một màn tiếp theo càng làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ở phía trên mặt vỡ của tấm bia đá, ở giữa hư không một mảng kim quang lớn cuồn cuộn dũng động kéo dài ra, tiếp xúc với phần dưới kết hợp thành từng mảnh quang ảnh, nhanh chóng tu bổ toàn bộ bề mặt tàn bia này. Sau một lát, chỗ vỡ phía trên tấm tàn bia đã được tu bổ hoàn chỉnh, ngay cả đầu của hai con dị thú ở hai mặt cũng được bù đắp lại. Toàn bộ tấm bia đá giống như được xây lại, sửa chữa mới hoàn toàn. Chẳng lẽ chân thực chi nhãn này còn có tác dụng tu bổ vật cũ, cải tạo pháp khí? Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, cảm thấy chấn động, không khỏi tự thi thào lầm bầm. Sau một phen suy tính, hắn điểm nhẹ mũi chân, toàn thân bay vút lên, bay ngang đỉnh tấm bia đá, đưa tay xoa nhẹ bề mặt tấm bia đá đã được tu bổ. Bàn tay hắn vừa mới chạm vào mặt bia, thì như sờ vào khoảng không. Hắn tiếp tục thăm dò vào bên trong thì vẫn là hư không. Hóa ra là chân thực chi nhãn phản chiếu ra hư ảnh mà thôi. Hàn lập cười cười, thu tay về, rồi hạ xuống mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn toàn bộ tấm bia đá, khi hắn nhìn tới thì lại giật mình lần nữa. Chỉ thấy ở chỗ chống cách công pháp tầng thứ hai một khoảng ở phía trên, thình lình xuất hiện một đoạn kim triện văn mới chính là công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ ba. Hàn Lập không khỏi kinh hỉ, nói không nên lời, trong lòng biết là thiên đại cơ duyên đến rồi. Còn lại một canh giờ cuối cùng, lúc này, một thanh âm có chút không lưu loát vang lên. Chính là con bạch tước mà ngay cả chân thực chi nhãn cũng nhìn không thấu đến tột cùng nó là gì, mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập thu liếm tâm thần, lông mày cao lại, vừa mấp máy miệng đọc thầm, vừa tập trung tư tưởng ghi nhớ khẩu quyết chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ ba. Toàn lực kích hoạt 24 vòng đạo văn, đồng thời mở ra chân thực chi nhãn, tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập giống như thủy triều rút xuống rất nhanh. Mặc dù có tiên nguyên thạch bổ sung, nhưng chỉ sau nửa canh giờ đã khiến hắn cảm thấy trong cơ thể một trận khốn cùng. Chân thực chi nhãn rốt cục không cách nào tiếp tục duy trì nữa. Khi con mắt dọc màu vàng tự động biến mất thì nửa trên của tấm bia đá được bổ khuyết cũng chớp động vài cái, rồi hóa thành từng mảnh kim quang biến mất theo. Chân ngôn bảo luân sau lưng Hàn Lập cũng theo đó thu vào trong cơ thể. Hàn lập thở nhẹ một hơi, lật tay lấy ra tiên nguyên thạch, mỗi tay một khối nắm lấy bổ sung tiên linh lực. Lúc này trên mặt hắn hiện lên nụ cười, trong nội tâm càng không thể bình tĩnh. Lần này tìm kiếm bạch tước cốc, hắn vốn mang ý nghĩ tìm kiếm vận may, không ngờ lại có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chẳng những giải quyết được vấn đề công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai, hơn nữa còn chiếm được nguyên bản công pháp tầng thứ ba mà căn bản hắn vốn không có khả năng có được. Điều này không làm cho hắn mừng rỡ muôn phần sao được đến giờ rồi con bạch tước bay trở về đứng trên tấm bia mở miệng nói đa tạ ách tiền bối hàn lập suy nghĩ một lát rồi xưng hô như vậy ta chỉ là một đạo cấm chế linh thể ở bí cảnh này mà thôi không tính là tiền bối gì cả bạch tước chậm rãi nói ra xin hỏi tiền bối hàn lập đang định mở miệng hỏi mấy vấn đề thì con bạch tước đã rang rộng hai cánh lao thẳng đến chỗ hắn tốc độ của nó nhìn có vẻ chậm nhưng thật ra rất nhanh làm cho hàn lập có cảm giác không thể nắm bắt được hàn lập còn nắm tiên nguyên thạch trong tay chỉ cảm thấy toàn bộ không gian trước mắt theo bạch tức cùng nhau tiến gần về phía hắn không chờ hắn có hành động gì đã nuốt chửng hắn vào sau một khắc bên trên mặt hồ trong cốc hình bán nguyệt chấn động mặt nước sôi trào cuồn cuộn thân ảnh hàn lập từ dưới nước chậm rãi trồi lên cuối cùng đứng vững trên mặt nước hắn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy mặt nước dưới chân đã dần dần khôi phục yên lặng chỉ có nướng gợn sóng thật nhỏ bập bình bốn phía bóng của hắn dưới mặt nước cũng nhìn về phía mình trong sơn cốc ánh sáng có chút lờ mờ, tuyết trắng phản chiếu ánh thái dương hơi ửng hồng dịu dịu, trời đã chạm vạng tối. chương 271, chân nhãn chi thực, sáng sớm hai ngày sau, Hàn Lập với bộ dạng phong trần mỏi mệt về tới xích Hà Phong, hắn vội đi thẳng vào trong động phủ mà không để ai biết. Sau khi mở ra toàn bộ cấm chế, hắn đi thẳng vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống bổ đoàn rồi lật tay lấy ra một cái ly trà màu trắng làm bằng sứ, Chiếc ly này không phải là pháp bảo hay linh khí gì mà chỉ là một vật bình thường được sử dụng hàng ngày, nhà nào khá giả giàu sang của thế tục hầu như đều có. Vừa nãy đi qua phòng, hắn tiện tay lấy ở trên bàn. Hàn lập một tay nhấc ly trà, một tay gõ nhẹ lên ly. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, một mảnh sứ vỡ rơi ra khỏi ly. Hắn gật gật đầu, để chén trà bị vỡ xuống mặt đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngay lập tức sau lưng hiện lên luồng kim quang trói mắt, chân môn bảo luân từ từ hiện ra kim luân sáng bóng từ từ xoay tròn, chính giữa còn có một con mắt dọc màu vàng. Hàn lập hô nhẹ một tiếng, chân ngôn bảo luân cấp tốc xoay tròn, phát ra từng đợt âm thanh ông, ông cộng hưởng. Từng đạo văn khảm trên bảo luân nối tiếp nhau sáng lên, chẳng mấy chốc toàn bộ 24 đạo văn đều được kích hoạt. Bảo luân toàn lực vận chuyển, xung quanh tỏa ra từng gợn sóng màu vàng kim rồi nhanh chóng lan tràn chiếm trọn không gian của mật thất. Con mắt sọc chính giữa bảo luân cũng hé mở, lộ ra nhãn cầu màu vàng kim vòng phù văn kỳ dị ở giữa nhãn cầu cũng nhanh chóng xoay tròn xoẹt một tiếng một tia ánh sáng màu vàng phóng ra theo ánh mắt của hàn lập tia sáng từ chân thực chi nhãn cũng di chuyển về phía chiếc ly xứ vỡ ánh sáng vàng bao trùm ly trà màu trắng trên mặt đất phản xạ ra hào quang làm cho ly trà như có thể nhìn xuyên thấu qua nhưng chỗ ly vỡ không thay đổi chút nào vẫn như trước xem ra không thể bổ khuyết cho vật bình thường được rồi hàn lập ngẫm nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói Hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên về việc này, dù sao hắn cũng không tin chân thực chi nhãn có tác dụng với tất cả mọi vật, kể cả đồ vật bình thường. Trong đó hẳn phải có chỗ đặc biệt gì mới đúng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra một tòa bảo tháp hình bát giác màu đen nhánh. Bảo vật hình tháp này vốn là một kiện linh bảo phẩm cấp khá cao, có công dụng vây khốn, nhưng không biết vì lý do gì lại bị hư hại nghiêm trọng nên uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Trên thân tháp được chạm khắc một ít phù văn đặc biệt, rất có giá trị tham khảo nên sau khi có được nó, hắn vẫn một mực giữ lại, chưa bỏ đi. Hình dáng của tháp cũng có phần tinh diệu, mặc dù cao không quá một xích nhưng mọi chi tiết từ mái hiên, cột trụ, cửa sổ, bậc thang, hành lang, ngay cả tấm biển treo ở mỗi tầng tháp cũng không thiếu, trên bảng là những câu chân ngôn được viết bằng loại phù văn nào đó. Tháp này ban đầu vốn có 7 tầng nhưng không biết vì lý do gì mà tầng cao nhất có gắn bảo đỉnh bị hư hại không còn nữa. Hàn lập để bảo tháp trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi thúc giục chân thực chi nhãn chuyển động, quan sát kỹ bảo tháp. Chỉ thấy bảo tháp chìm trong kim quang, thân tháp sáng lên màu đen chói mắt, từng luồng chấn động kỳ dị tản ra, những đạo phù văn ẩn giấu dưới mái hiên, cột trụ đều lộ ra rõ ràng. Nhưng chỗ hư hại ở đỉnh tháp không thay đổi chút nào, kết quả vẫn như ly trà lúc trước. Vẫn không có hiệu quả, Hàn Lập thấy vậy, lông mày nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn lại thu bảo tháp về, tiếp tục lấy ra một cái ấn màu đỏ thắm bị khiếm khuyết thả trên mặt đất, pháp quyết trong tay thúc dục không ngừng. Chân thực chi nhãn bắn ra đạo ánh sáng màu vàng trùm lên cái ấn. Tầm nửa ngày sau, Hàn Lập ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giữa lòng bàn tay nắm chặt một khối tiên nguyên thạch có ánh sáng xanh lượn lờ. Trước người hắn là một đống ngổn ngang đồ vật, có đến 17-18 loại, nào là linh khí, pháp bảo. Có một điểm chung là tất cả đều bị hư hại, những đồ vật đều có tỉ vết này gần như mang đầy đủ các loại thuộc tính phong, lôi, thủy, hỏa. Hắn đã kiên nhẫn thử từng loại một nhưng không mang lại kết quả như tấm bia đá kia không thể nhìn thấy được hư ảnh lúc nguyên vẹn. Lạ thật, rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào? Hàn Lập vừa hấp thu tiên linh lực, vừa lẩm bẩm than thầm. Đối với vật bình thường không có hiệu quả, đối với linh bảo ẩn chứa linh lực cũng không có hiệu quả, nhưng đối với tấm bia đá trong Bạch Tước cốc lại có hiệu quả. Rốt cuộc, tấm bia đá đó có gì đặc biệt chứ? Hắn tuyệt đối không tin chân thực chi nhãn chỉ có tác dụng với duy nhất một vật, mà trong đó phải có đặc thù nào đó mới đúng. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên, lướt nhanh qua đầu hắn. Hắn lại lấy ra một hộp bạch ngọc dài tinh xảo, phía trên có dán phù lục màu xanh có tác dụng bảo tồn linh khí. Hàn lập khẽ phất tay, lá bùa màu xanh chớp lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra, bên trong có từng đợt ánh sáng màu tím phản chiếu ra, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Chỉ thấy ở trong hộp ngọc là một gốc linh thảo có sống lá màu tím nhạt phẩm cấp cao, trên thân cây hiện lên từng điểm huỳnh quang. Đây là dạ đàm thảo, dài hơn một xích, là tài liệu chính để luyện chế một loại địa giai đan dược, do hắn dùng lục dịch nuôi dưỡng, đến bây giờ đã được hơn 5 vạn năm. Hàn lập thu hồi tiên nguyên thạch, hai tay lại kết ấn, một lần nữa thúc giục chân ngôn bảo luân. Dưới sự vận chuyển toàn tực của 24 vòng đạo văn, luồng sáng vàng do chân thực chi nhãn phóng ra chậm rãi chuyển động, chiếu rọi gốc linh thảo màu tím nhạt. Ánh sáng tím lưu chuyển trên dạ đàm thảo, dưới cái nhìn của chân thực chi nhãn vậy mà nhanh chóng thay đổi, thu nhỏ lại. Trong thoáng chốc, gốc cây đang dài từ một xích nhỏ xuống còn hơn tắc, huỳnh quang trên sống lá là điểm thể hiện cây đã trưởng thành cũng biến mất không thấy nữa. Bây giờ nó không khác gì một cây cỏ non, quả là thế, chân thực chi nhãn chỉ có tác dụng với những vật có chứa thời gian chi lực. Khóe miệng hàn lập nhấc lên, khẽ cười, lẩm bẩm nói. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn thò một tay sờ soạn cây non. Quả thật, những thứ nhìn thấy chỉ là hư ảnh, còn tay hắn chạm vào thực tế vẫn là gốc linh thảo thành thục năm vạn năm kia lúc trước hiện tượng kỳ bí trên tấm bia đá không phải là chân thực chi nhãn có thể tu bổ những chỗ bị hư hỏng mà chẳng qua chiếu lại cảnh tượng tại thời điểm nó còn nguyên vẹn mà thôi nếu đã có năng lực tái hiện hình ảnh những đồ vật có chứa thời gian lực vậy chắc đối với những thứ kia cũng phải có tác dụng hàn lập trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tự nói một mình dứt lời hắn lại phất tay hào quang lóe lên hiện ra một hộp ngọc hình vuông màu xanh biếc tay hắn vung lên mở hộp ngọc ra trong hộp ngọc có một viên thạch cầu tròn vo màu xám chính là con mắt của dị thú thái phỉ hắn thúc giục chân thực chi nhãn chiếu dọi con mắt đang lơ lửng trên không trung chỉ thấy con mắt này không hề có bất kỳ dị động nào cho tới lúc này nhưng dưới tác động của kim quang nó dần dần xảy ra biến hóa kỳ diệu mặt ngoài nó đột nhiên bắn ra từng đạo kim quang hóa thành từng sợi tơ màu vàng rồi kéo dài ra chúng ở giữa không trung liên kết đan sen với nhau tạo ra từng cái xương rồi thành bộ khung của cự nhân màu vàng không bao lâu một cỗ hình ảnh độc mục cự nhân nằm trên mặt đất bỗng hiện ra trong mật thất. Chẳng qua là vì thân hình con thú này thực sự quá to lớn, một nửa thân hình đã chạm vào vách đá bên kia mật thất, không cách nào khôi phục toàn bộ hình ảnh như cũ được. Hàn Lập đứng dậy, đi đến phía đầu cự nhân, rồi tỉ mỉ quan sát, sau một lát mới thu chân thực chi nhãn về. Hư ảnh to lớn trong mật thất lập tức biến mất không thấy gì nữa, độc mục kia lại như trước lẻ loi lơ lửng trên không. Hàn Lập thở dài một hơi, phất tay thu độc mục về, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, lấy ra một một tinh hạt bán trong suốt có kích cỡ như giọt nước. Tinh hạt này chính là từ lục dịch trong trường thiên bình ngưng tụ thành, đương nhiên cũng ẩn chứa thời gian lực. Trong lòng hàn lập khẽ động, không dùng hai mắt để nhìn, mà hắn dùng con mắt dọc màu vàng nhìn xuyên thấu tinh hạt trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hào quang màu vàng nhạt từ chân thực chi nhãn chiếu xuống bao phủ tinh hạt vào trong. Nó lập tức phóng ra bạch quang chói mắt, một trận chấn động linh lực mãnh liệt từ đó tuôn ra. Hàn lập cảm thấy không ổn, vội vàng co tay vào tính thu tinh hạt lại nhưng vào lúc này dị biến phát sinh chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ tinh hạt trong hào quang vỡ vụn ra không đợi hàn lập kịp phản ứng ở chính giữa bên trong có một sợi tơ màu vàng như cương châm bắn ra lướt qua hàn lập đâm vào con mắt dọc ở chính giữa chân môn bảo luân phía sau hắn hàn lập cảm thấy bảo luân ở sau lưng như bị một trọng kích thân thể của hắn không khỏi lảo đảo về phía sau ngay sau đó hắn cảm giác bảo luân sau lưng bắt đầu xuất hiện chấn động nhỏ truyền ra từng cỗ chấn động vô hình. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng đình chỉ bí thuật, nhắm con mắt dọc màu vàng lại. Nhưng mà, chân thực chi nhãn tuy rằng đã ngừng, thế nhưng chấn động do sợi tơ vàng mang đến vẫn tiếp tục kéo dài. Hàn lập do dự, không biết nên làm như thế nào, cũng không dám tùy tiện thu bảo luân vào trong cơ thể. Hắn đành phải cố ép mình bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ biến hóa của bảo luân. Cũng may loại chấn động dị thường này chỉ kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Chân ngôn bảo luân rất nhanh ổn định lại, nhưng vào lúc này, lông mày hàn lập nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn phát hiện phía trên bảo luân thình lình ngưng tụ thêm một vòng bạch quang, không ngờ nó lại biến thành một vòng thời gian đạo văn hơi mờ. chương 272, nghịch chuyển chân luân, vòng đạo văn thứ 25 ư, tiên ngạc nhiên hiện lên trong mắt, lam quang chấp động, hắn nhìn chầm chầm vào chân ngôn bảo luân. Hắn cẩn thận đếm lại một lần nữa bao gồm cả đường vân hơi mờ kia, rồi mới khẳng định trên chân luân thực sự có 25 vòng đạo văn thời gian. Chẳng lẽ là chân thực chi nhãn còn có khả năng hấp thu thời gian lực? Không rõ là đạo văn mới này là tạm thời hay vĩnh viễn. Nếu là vĩnh viễn thì thực sự không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, tim hắn đập thình thịch, tiếc là hiện giờ chỉ có một tinh hạt, muốn thử tiếp phải đợi tháng nữa. Đành phải để hóa thân địa trích tạm dừng một khoảng thời gian vậy. Hàn lập thở dài, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Bàn tay khẽ vẫy thu chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể. Sau đó, hắn thò tay vào ngực, lấy ra bình nhỏ màu xanh sẫm. Lại nói, bình này theo hắn từ khi bắt đầu tu tiên, là vật ẩn chứa thời gian lực mạnh nhất, cũng là bảo vật hắn muốn biết rõ chân tướng nhất. Hắn đưa bình nhỏ lên trước mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn hình chiếc lá trên thân, vẻ mặt ngưng trọng. Trường Thiên, bình này là vật mà các thứ khác không thể so cùng, là bí mật lớn nhất và là bảo vật tối trọng yếu của hắn. Vừa rồi tinh hạt xảy ra biến cố dù không tạo thành hậu quả không tốt nhưng đã làm hắn nảy sinh lo lắng, bây giờ vạn nhất trường thiên bình xảy ra biến cố không ngờ thì cái được không đủ bù cho cái mất. Suy nghĩ, cân nhắc chán chê hắn vẫn quyết định thử một lần. Đầu tiên hắn thực sự muốn biết rõ lai lịch trường thiên bình, thứ nữa hắn không tin rằng bảo vật cao dai như thế mà dễ dàng bị thương tổn. Chủ ý đã quyết, hàn lập đặt bình ở phía trước, vận chân thực chi nhãn lên, nhìn vào thân bình chỉ thấy con mắt dọc kim sắc phóng ra quang mang vàng nhạt rơi xuống tiểu bình. Thân bình khẽ rung lên, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Cơ thể hàn lập căng cứng, vẻ mặt khẩn trương, không nhúc nhích, thông qua chân thực chi nhãn, nhìn chằm chằm xuyên thấu vào tiểu bình. Đúng lúc này, bên trong bình nhỏ tựa hồ có điểm bạch quang bằng hạt gạo sáng lên, khiến tiểu bình có thể nhìn thông thấu vào bên trong, làm nổi bật hình ảnh chiếc lá trên thân bình, khiến nó trở nên xanh biêng biếc như thực thể. Đang lúc Hàn Lập cho rằng phải có hư ảnh hiện lên thì hào quang trên bình đột nhiên chuyển thành màu xanh sẫm như một vòng xoáy nước sâu nuốt trọn hào quang do con mắt dọc màu vàng chiếu tới. Hắn hoảng sợ, định nhắm con mắt dọc lại thì thấy tiểu bình chỉ có vẻn vẹn phản ứng này thôi, không có biến hóa gì nữa. Chờ trong giây lát, hắn không thấy chuyện đặc biệt gì xảy ra thì khẽ thở ra một hơi. Nghĩ một chút, rồi hắn lại thúc dụng tiên linh lực trong cơ thể, kích hoạt vòng đạo văn vừa mới hiện kia. 25 vòng đạo văn đồng thời sáng lên, con mắt dọc màu vàng lại sáng rực, chiếu vào trường thiên bình. Kết quả là có bất ngờ xảy ra, quang mang trên thân bình lóe lên, sau khi thôn vệ hào quang màu vàng thì từ trong bình lại phản xạ ra một luồng ánh sáng màu lục bắn thẳng tới con mắt dọc. Trong lòng hàn lập cả kinh, luồng ánh sáng màu lục có vẻ không nhanh lắm nhưng bản thân chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác không thể nào ngăn cản được. Khi ánh sáng màu lục vô thanh vô tức rơi vào con mắt màu vàng, liền nhuộm nó thành màu xanh biếc, khiến cho chân ngôn bảo luân chấn động điên cuồng, kim quang vặn vẹo mơ hồ, trở nên khá bất ổn. Một khắc sau, Bảo Luân như thể sắp vỡ. Hắn thấy vậy, vội nghĩ cách ngăn cản Bảo Luân. Nhưng thi pháp một hồi, hắn biến sắc bởi vì cảm thấy bên trong Bảo Luân tự dưng sinh ra một luồng lực cắn nuốt, dốc sức liều mạng hút sạch tiên linh lực trong cơ thể hắn liên tục không ngừng, căn bản là không cách nào dừng lại được. Nội tâm hắn âm thầm than khổ, nhưng không dám dừng lại. Bởi theo luồng tiên linh lực không ngừng rót vào, chấn động với biên độ lớn của Bảo Luân đang dần dần ổn định khiến nội tâm hắn thả lòng. Cứ vậy qua thời gian trọn nén nhang, tới lúc tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập bị hấp thu 2 phần 3 thì chấn động Bảo Luân mới dừng lại, trở nên bình thường, lục quang bên ngoài cũng tiêu tán theo. Lúc này, chân thực chi nhãn cũng theo đó bị cưỡng ép nhắm lại. Hàn Lập khẽ thở nhẹ, sau khi thấy Bảo Luân và chân thực chi nhãn không đáng lo ngại, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi thu chân môn Bảo Luân vào trong cơ thể. Sau đó bàn tay xoay xoay tiểu bình, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bất kỳ tổn hại gì mới hoàn toàn an tâm. Xem như ta đã quá coi thường ngươi rồi, ngươi không việc gì nhưng ta ăn quả đắng, cứ chờ cho chân thực chi nhãn phát triển hơn, ta lại có thể lớn mật thử nghiệm tiếp. Hàn lập vuốt ve tiểu bình, miệng gượng cười, lẩm bẩm vài tiếng. Sau một lúc lâu, hắn mới cất bình nhỏ đi, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại. Hình ảnh bia đá trong bí cảnh lại hiện lên trong đầu, khẩu quyết chọn bộ ba tầng của chân ngôn hóa luân kinh hiện rõ trên đó khẩu quyết tầng thứ nhất đã khắc sâu trong đầu Hàn Lập từ lâu rồi, giờ đây hắn đang xem xét kỹ càng công pháp tầng thứ hai và tầng thứ ba. Hắn muốn thử tìm kiếm câu trả lời trong đó để xem có nội dung nào liên quan tới chân thực chi nhãn hay không. Hắn ngồi như vậy 7 ngày 7 đêm liên tục, trong suốt thời gian đó, hắn đọc đi đọc lại công pháp tầng thứ hai và tầng thứ ba. Kết quả là không có gì, ngoài phần ghi chép trọng tâm bí thuật chân thực chi nhãn thì trong bộ công pháp không còn chỗ nào nhắc tới nó nữa. Hàn lập từ từ mở mắt, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Tuy rằng không tìm ra câu trả lời như ý muốn nhưng hắn cũng không có vẻ gì thất vọng, ngược lại còn ẩn ẩn một chút vui mừng. Thời gian qua mấy lần triệu ra chân ngôn bảo Luân, hắn phát hiện vòng đạo văn thứ 25 ở trên mặt Luân vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ bị mất. Ngược lại, nó hoàn toàn giống với 24 vòng đạo văn còn lại theo chuyển động của Bảo Luân mà chấp động. Hơn nữa, hắn phát hiện ra trong phạm vi những gợn sóng màu vàng trên Bảo Luân tỏa ra, tốc độ thời gian trôi qua mơ hồ có sự tăng lên tuy rất ít thôi nhưng rõ ràng là có nói cách khác phòng đạo văn mới sinh ra khi chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt của trường thiên bình rất có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn tất nhiên để kiểm chứng chính xác thì cần thêm thời gian quan sát tuy nhiên cho dù kết quả ra sao thì lúc nào trong lòng hắn cũng dâng lên niềm phấn khởi ngoài chuyện này thì hắn còn có chút thu hoạch khác khi xem xét công pháp tầng thứ ba hắn còn phát hiện ra một niềm vui ngoài mong đợi Khẩu quyết tầng thứ ba có thêm một môn thần thông tên là nghịch chuyển chân luân, sau khi luyện thành nó sẽ phát huy công hiệu trái ngược với chân môn bảo luân, biến tốc độ từ chậm hóa nhanh. Loại thần thông này khi thi triển ra không có tác dụng lên kẻ địch mà nó có hiệu quả với chính người đang thi pháp. Theo như ghi chép, chỉ cần dùng phương pháp nghịch chuyển rồi nhập chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể sẽ giúp bản thân cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn, qua đó đạt được mục tiêu tăng tốc độ. Muốn sử dụng ra loại thần thông này thì điều kiện tiên quyết là chân ngôn bảo luân phải ngưng tụ ra ít nhất 18 vòng đạo văn, dường như nó không liên quan tới việc tu luyện công pháp tới tầng thứ mấy. Tuy nhiên theo như chân ngôn hóa luân kinh thì phải tu tới tầng thứ ba mới có thể ngưng tụ ra 18 vòng đạo văn. Nói cách khác thì công pháp ở hai tầng đầu sẽ không thể thi triển ra thần thông này. Nhưng giờ đây hắn đã ngưng tụ ra 25 vòng đạo văn, theo lý thì tất nhiên đã đủ điều kiện để thử nghiệm tu luyện môn nghịch chuyển chân luân này rồi. Vì vậy, lúc đầu hắn dự định bế quan tu luyện công pháp tầng thứ hai, nhưng hiện tại lập tức bỏ qua ý định này, thay vào đó hắn tập trung tu luyện thần thông mới. Nếu thu được thành công, thực lực của hắn sẽ có bước tiến mạnh mẽ. Nghĩ thông suốt rồi, Hàn Lập lại ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Sau mấy ngày, Hàn Lập điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu bế quan. Nghịch chuyển chân luân, môn thần thông này nghe qua thì tưởng dễ luyện, nhưng khi bắt đầu thì lại khác hẳn, Phương thức vận hành trái ngược hoàn toàn với chân ngôn hóa luân kinh nên bao nhiêu tâm đắc tu luyện bấy lâu nay đều trở thành vô dụng. Ngược lại, nếu tu luyện tới một cấp khá cao nào đó thì vô tình sẽ trở thành lực cản khi tu luyện thần thông mới. Bên trong mật thất, Hàn Lập ngồi khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân ở phía sau xoay tròn chậm chậm, phóng ra hào quang màu vàng. 18 vòng đạo văn đồng loạt bừng sáng, từ đó truyền ra những đợt âm thanh rung động dị thường, bao phủ toàn bộ mật thất. Đúng lúc này, hai tay hắn chập lại, mười ngón tay úp vào nhau. Sau đó, hắn chỉ giữ lại hai ngón duỗi thẳng, tám ngón còn lại cụp xuống tạo thành một pháp quyết cổ quái, miệng hắn không ngừng tụng niệm. Chân ngôn bảo luân sau lưng bỗng run rẩy, những âm thanh ong ong ngày càng nhỏ dần, tốc độ xoay cũng ngày càng chậm, nhìn như chỉ còn lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay hàn lập thay đổi, miệng hắn phát ra chữ nhanh. Bảo Luân đang sắp dừng hẳn bỗng dưng cấp tốc xoay tròn, tuy nhiên hướng xoay ngược với hướng lúc nãy hàn lập thấy vậy trong lòng tỏ vẻ vui mừng hắn đang muốn thử nghiệm nhập bảo luân vào cơ thể thì bỗng thấy ngực nhói lên một búng máu tươi đã trào dâng tới cổ họng hắn lập tức ngừng pháp quyết chân ngôn bảo luân rung động một hồi rồi khôi phục nguyên trạng tự hành chui vào cơ thể hắn quả là không dễ ăn mới chỉ là đổi nghịch lại phương thức vận hành thiên linh lực đã khó nắm bắt như vậy xem ra không mất vài trăm lần thử nghiệm từ từ điều chỉnh thì khó mà thành công hàn lập ngồi thẳng dậy tay lau máu trên khóe miệng gượng cười nói Hồi nãy, tiên linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển nghịch chiều dẫn tới xung đột, nếu hắn không kịp thời dừng vận công thì đã dính nội thương mất rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hàn Lập điều chỉnh vận chuyển của tiên linh lực trong cơ thể, rồi lại triệu chân ngôn bảo luân ra. chương 273, Kinh Ngạc, 3 năm sau, trong một sơn cốc thuộc Xích Hà Phong, có một luồng kim quang mơ hồ xuyên qua xuyên lại giữa hư không với tốc độ nhanh không tưởng, hình thành các tàn ảnh liên tục giữa không chung, làm cho người ta không thể thấy rõ. Mà càng thêm kỳ quái chính là đám tàn ảnh ở giữa không trung chuyển động không theo một quỹ đạo cố định nào cả. Phút trước nó đang vào tới trước thì phút sau liền thấy nó xuất hiện ở hướng ngược lại. Lúc này, luồng kim quang đang ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Một thân ảnh thanh niên cao lớn hiện ra, chính là Hàn Lập. Sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, đáy mắt lóe lên vẻ vui sướng, khó có thể kiềm chế. Xung quanh thân thể của hắn lúc này đang được một tầng kim quang mờ nhạt bao phủ từng luồng chấn động kỳ dị từ bên trong truyền ra. Thời điểm dùng toàn lực thúc giục 25 đoàn đạo văn, tốc độ hoàn toàn chính xác có thể tăng lên. Xem ra, khi đạo văn phía trên chân luân không ngừng tăng lên thì uy lực thần thông này sẽ tăng theo. Chỉ có điều, sẽ tiêu hao một lượng tiên linh lực không nhỏ. Hàn lập thì thào lẩm bẩm hắn vừa dứt lời, tầng kim quang bao phủ toàn thân dần trở nên mở ảo, cũng không tan biến mất mà chui vào cơ thể. Thực ra, tầng kim quang này bắt nguồn từ chân ngôn bảo luân đã dung nhập trong cơ thể hắn. Đã một năm kể từ ngày tu luyện thần thông này, ngay cả việc thay đổi phương thức vận chuyển tiên linh lực hắn cũng khống chế không tốt, rồi lại đưa nghịch chuyển bảo luân vào trong cơ thể thì sai lầm nối tiếp sai lầm. Hàn lập nhớ tới tình huống một ngọn núi vốn ở rất xa, nhìn cỡ hạt gạo vậy mà sau khi thúc giục công pháp thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nó nhưng không cách nào khống chế được bản thân mà đâm sầm vào. Nghĩ tới đó thì hắn đành cười khổ không thôi, chuyện này cũng chưa là gì, Lúc trước, hắn đã va trúng mấy trăm ngọn núi, khiến cho vùng núi phong cảnh hữu tình trong vòng mấy ngàn dặm trở nên hoang tàn mà bản thân hắn cũng bị một vài vết thương nhẹ. May mà khu vực này là lãnh địa của hắn nên cũng không gây ra phiền phức gì. Cũng may, về bản chất tu luyện thần thông này cũng không hoàn toàn đối lập với công pháp nguyên bản, nhất định là có chỗ tương đồng với nhau. Rốt cuộc, sau hơn 200 lần thất bại, Hàn Lập đã dần dần nắm giữ bí quyết dung nhập nghịch chuyển chân luân vào trong cơ thể. Hiện tại, hắn đã thấu hiểu thậm chí không cần gọi chân ngôn bảo luân ra ngoài, vẫn có thể trực tiếp hoàn thành nghịch chuyển từ trong cơ thể. Do đó, có thể tốc độ và sự bí mật thi triển pháp thuật tăng lên nhiều. Ngoại trừ chuyện đó ra, việc làm cho hắn phấn khởi chính là đoàn đạo văn thứ 25 vẫn như cũ, không có dấu hiệu biến mất. Hàn lập âm thầm suy nghĩ, đã có thần thông này, nếu phối hợp với lôi trận độn thuật, thì cho dù có phải đối mặt với sự truy sát của cường giả kim tiên bình thường, có lẽ cũng có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Vì việc này mà đã trì hoãn công pháp này rất lâu rồi, cũng nên thử tiếc một lần nữa. Hàn lập tự thì thào, rồi thân hình lập tức chuyển hướng bay về động phủ. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống, kim luân lại hiện ra sau lưng, con mắt dọc mở to. Trong lòng bàn tay của hắn có một viên tinh hạt hơi mờ, được kim quang của chân thực chi nhãn bao phủ bên trong. Vì để chuyên tâm tìm hiểu nghịch chuyển chân luân, Đồng thời theo dõi xem đoàn đạo văn thứ 25 có biến mất hay không nên hắn phân phó cho Khôi Lỗi dùng lục dịch để tưới cho linh dược. Gần đây, hắn mới dành chút thời gian để ngưng tụ ra một viên tinh hạt. Theo một tiếng rắc nhỏ vang lên, viên tinh hạt vỡ vụn, một đám tơ vàng từ bên trong bay ra, chui vào trong con mắt màu vàng. Thân hình Hàn Lập đột nhiên chấn động mạnh như bị trọng kích. Vào lúc này, hắn không nhắm con mắt dọc, mà để cho sợi tơ vàng chậm rãi dung nhập vào bên trong con mắt. Một lát sau, Bạch quang phía trên chân ngôn bảo luân ngưng tụ ra, một đoàn đạo văn hơi mở lại xuất hiện. Đoàn thời gian đạo văn thứ 26. Tốt, sắc mặt Hàn Lập trở nên vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng chắc chắn rằng thông qua chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt có thể gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân, đã thế lại còn là đạo văn vĩnh cửu. Nói cách khác, sau này, chỉ cần mỗi tháng ngưng tụ ra một viên tinh hạt, là có thể gia tăng thêm một đoàn thời gian đạo văn. Người khác khổ tu chân ngôn hóa luân kinh trải qua mấy vạn năm thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm để đả thông hai cái tiên khiếu mới có khả năng ngưng tụ ra một đoàn thời gian đạo văn. Còn hắn thì chỉ cần tốn có một tháng, thông qua cách để chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt là đã có thể ngưng tụ được một đoàn rồi. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ thì hình như còn không có hạn chế. 24 đoàn thời gian đạo văn có thể làm chậm hoặc gia tăng tốc độ thêm 10 lần, cứ mỗi lần xuất hiện 6 đoàn thời gian đạo văn sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là 30 đoàn, 36 đoàn, thậm chí... 60 đoàn, 108 đoàn thì sẽ có biến hóa gì? Sau này, chỉ cần vừa tu luyện công pháp tầng thứ hai, vừa ngưng tụ tinh hạt mỗi tháng, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đạt được mục đích. Hàn lập kìm chế hưng phấn trong lòng, pháp quyết trong tay hắn biến đổi, con mắt màu vàng trên bảo luân chậm rãi khép lại. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, niệm tụng khẩu quyết, bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai của chân ngôn hóa luân kinh. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã qua 10 năm, trong 10 năm này, Hàn lập một bên tu luyện công pháp tầng thứ hai, một bên cô động tinh hạt cung cấp cho chân thực chi nhãn hấp thu, hiện tại số thời gian đạo văn trên chân môn bảo luân đã lên đến 108 đoàn. Sau đó không biết vì duyên cớ gì, mặc dù tiếp tục thông qua chân thực chi nhãn phóng ra ánh sáng vào tinh hạt nhưng cũng không cách nào gia tăng thêm được đạo văn nào, không biết có phải đã đạt đến cực hạn hay không. Nhưng trước mắt hắn cũng không rảnh nghĩ đến việc này dù sao dựa theo chân ngôn hóa luân công thì tầng thứ ba cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 18 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân mà thôi. Đến nay toàn bộ trúc long đạo dường như cũng không có người nào thành công qua. So với trước đây, phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân không thay đổi nhiều, nhưng tác dụng giảm tốc độ công kích lại đạt hiệu quả kinh người, đến hơn 1.000 lần. Để thử nghiệm, hắn ra lệnh khôi lỗi công kích chính mình, một khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng bảo luân, tốc độ khôi lỗi liền chậm chạp như là bất động. Mà thời điểm hắn sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, hiệu quả tăng tốc cũng đạt tới tình trạng khiến người kinh dị. Thân ảnh hắn giống như một ngôi sao, lập lè giữa không chung không theo quy tắc nào, làm người không thể nắm bắt được. Nhưng khi hắn toàn lực thúc giục loại nào trong hai loại thần thông này đều tiêu hao tiên linh lực kinh người. Với tu vi trung kỳ của hắn hôm nay, tiên linh lực trong cơ thể căn bản chống đỡ không được bao lâu, cho nên nếu không phải trong lúc nguy cấp khi gặp kinh địch thì sẽ không sử dụng. Lúc này trong mật thất kim quang sáng chói, Hàn lập bấm niệm pháp quyết, 108 đoàn thời gian đạo văn ở phía trên chân ngôn bảo luân sau lưng đang lập lòe không theo quy tắc nào, tán phát ra trận trận kim quang, khiến cho cả người hắn bao phủ một tầng vàng rực, phảng phất như bảo tướng Phật Đà. Theo từng vòng thời gian đạo văn sáng lên, chân ngôn bảo luân cũng bắt đầu từ từ xoay tròn. Sau mấy hơi thở, 108 đoàn thời gian đạo văn đều sáng rực. Mặt hàn lập trắng bệch, hắn cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, nhưng do đã sớm chuẩn bị, hắn lật tay lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm ở hai tay, nhanh chóng hấp thu. Theo chú ngữ khó hiểu từ trong miệng truyền ra, bảo luân trên người trở nên mơ hồ, từng sợi tơ màu vàng từ thời gian đạo văn tuôn ra, tụ tập tại chỗ trống ở trung tâm bảo luân. Những tơ vàng này xoắn vào nhau, ngưng tụ thành một tuyến đoàn màu vàng lớn chừng quả đấm, phía trên tràn ngập kim quang lập lòe, không theo quy tắc nào. Hàn lập bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, mở, chỉ thấy tuyến đoàn màu vàng lập tức sáng rực kim quang, tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, lập tức lóe lên rồi biến thành một con mắt dọc màu vàng chính là chân thực chi nhãn một tia quang mang màu vàng nhà từ trong con ngươi màu vàng phóng ra hắn nhắm mắt lại dùng chân thực chi nhãn nhìn bốn phía trận pháp cấm chế do hắn bố trí trên vách tường chung quanh hiển hiện ra nhìn rõ hình dáng bên trong phía trên vô số linh lực phù văn lưu truyền tất cả biến hóa huyền diệu của cấm chế đều hiện ra rõ ràng như lật xem một trang giấy chỗ con ngươi màu vàng nhìn đến hư không cũng biến thành một vùng mờ mịt thân ảnh đám người mộng vân quy, mộng thiền thiền màu xám mơ hồ hiện ra trong hư không. Cảnh sắc bên ngoài xích hà phong cũng mơ hồ có thể thấy được. Dường như, hư không cũng bị nhìn xuyên thấu rồi, nội tâm hàn lập không khỏi hơi động một chút, chân thực chi nhãn có thần thông nhìn xuyên hư ảo. Trước kia không khác lắm thanh minh linh mục nhưng mà lúc này đây thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân tăng đến 108 đoàn khiến thần thông chân thực chi nhãn tăng lên nhiều. Năng lực nhìn thấu của nó đã vượt xa thanh minh linh mục hắn có thể kết hợp phá diệt pháp mục cùng thanh minh linh mục thi triển thần thông nhưng lúc này đã kém xa so với chân thực chi nhãn. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, thần sắc tập trung. Khẽ đào tay, tiểu bình màu xanh xuất hiện trong tay. Hắn lẩm bẩm đang muốn thúc giục chân thực chi nhãn lần nữa để quan sát bình nhỏ. Đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, tiểu bình màu xanh lại từ trong tay hắn tự động bay ra, lơ lửng trên không trung, mặt ngoài tỏa sáng rực rỡ một vòng lục quang, trói mắt như mặt trời. Ngay sau đó, một cỗ cự lực trong lục quang phóng ra hàn lập không kịp chuẩn bị nên bị đánh trúng văng ngược về phía sau thân thể dán sát vào vách tường của động phủ mới ngừng lại được mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc chân ngôn bảo luân sau lưng hàn lập bắn ra lơ lửng gần tiểu bình màu xanh mặt ngoài tỏa ra kim quang sáng gấp mấy lần so với bình thường nhất là chân thực chi nhãn kim quang càng trói mắt từng vòng phù văn bên ngoài con ngươi như vật sống nhanh chóng nhúc nhích cả hai dường như hô ứng lẫn nhau hàn lập thấy cảnh này bất chấp tiên linh lực bị tiêu hao, hai tay mãnh liệt thúc dục pháp quyết, nhưng sau đó liền biến sắc. Lúc này bất luận là tiểu bình hay chân ngôn bảo luân đều thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không đợi hắn có phản ứng gì, chân thực chi nhãn bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang, chui vào bên trong tiểu bình màu xanh. Bình nhỏ o ô -N, n g một tiếng, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt lớn cỡ đầu người, mặt ngoài bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, giống như vô số con nòng nọc đang di chuyển. Xoẹt, một cột sáng màu xanh lá khác vừa thô vừa to từ trong bình bắn ra, xé rách hư không, lóe lên rồi chui vào trong đó. Ầm um, ầm, um, hư không bị xé rách không khép kín lại mà vặn vẹo kịch liệt, như một cái miệng lớn màu đen nhúc nhích. Sau một khắc, vô tận tinh quang bỗng nhiên từ trong cái khe không gian đó phun ra. Tinh quang này sáng như làn thu thủy, tuy sáng ngời nhưng không chói mắt, như dòng nước róc rách chảy ra từ khe hở không gian. Hàn Lập lúc này đã đứng lên, thấy sự việc trước mắt, sắc mặt âm tình bất định. Chân ngôn bảo luân và tiểu bình màu xanh đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, không biết là phúc hay họa. Bây giờ, tuy bảo luân thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng mà chỉ cần ngừng cung cấp tiên linh lực thì vẫn có thể biến mất. Chẳng qua là hắn đang lưỡng lự là có nên hay không nên làm như vậy. Ngay thời điểm Hàn Lập còn đang do dự thì dị biến lại phát sinh một lần nữa. chương 274, tăng nhân tai to giảng đạo. Rắc một tiếng, khe hở hư không đột nhiên rung lên kịch liệt, kéo dài ra hai bên, tạo ra vết nứt không ngừng lớn lên. Theo vết nứt không ngừng mở rộng, càng nhiều tinh quang từ bên trong phun ra, như mặt biển cuồn cuộn sóng mãnh liệt, sau đó chấp liên tục vài cái rồi biến thành một quang bích óng ánh lớn năm sáu trượng, chắn ngang trước mắt Hàn Lập. O O N G Chân ngôn bảo luôn giờ phút này cũng theo đó hào quang đại phóng, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, thời gian đạo văn phía trên cũng rung lên kịch liệt, dẫn tới hư không phụ cận một hồi vặn vẹo. Hàn lập nhìn dị biến phát sinh trước mắt, sau một lát công phu sắc mặt liền biến đổi, nhưng lập tức cắn răng quyết định, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ánh mắt hắn lúc này nhìn vào ánh sáng trên bức tường. Chỉ thấy mặt ngoài quang bích vô số hào quang óng ánh lưu chuyển liên tục, trong đó mơ hồ có cảnh vật đang bay nhanh chấp động liên tục. Ngay từ đầu những cảnh vật này chấp động cực nhanh, lúc lớn lúc nhỏ, màu sắc khác nhau, căn bản nhìn không rõ, nhưng mấy hơi thở công phu về sau, tốc độ chấp động của những cảnh vật này dần dần chậm lại, tạo thành mấy hình dáng rõ ràng hơn trước hàn lập trong lòng khẽ động giờ phút này hắn có thể từ chút ít hình dáng mơ hồ này nhận biết được tựa hồ là vài bóng người vào lúc này phốc một tiếng trầm đục vang lên một vòng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân mãnh liệt nhảy dựng lên nhanh chóng ảm đạm biến thành màu sắc ô ám xảy ra chuyện gì vậy hàn lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân ngôn bảo luân ngẩn ra bảo luân giờ phút này tuy rằng thoát ly sự khống chế của hắn nhưng vẫn còn bảo trì liên hệ tâm thần ngay vừa rồi đoàn thời gian đạo văn u ám kia bỗng nhiên gián đoạn liên hệ với hắn. Loại cảm giác này, tựa như có một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ quỷ dị kéo một vật gì đó từ trong cơ thể ra ngoài khiến trong lòng cảm thấy mất mát. Tình trạng này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, bất quá hắn cũng không có trực tiếp thu hồi chân ngôn bảo luân, mà bản thân cố gắng bình tĩnh, tiếp tục chăm chú quan sát quang bích. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy trong quang bích này có chút mê hoặc. Theo đoàn thời gian đạo văn kia ảm đạm, cảnh vật trên tinh bích lần nữa trở nên chậm chạp và rõ ràng hơn vài phần. Tựa hồ là tại một đỉnh núi cao ngất, phía trên có mấy thân ảnh mơ hồ không rõ, có lớn có nhỏ, trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên một ít đồ vật đủ mọi màu sắc. Ngay lúc Hàn Lập thúc giục Minh Thanh Linh Mục để xem rõ ràng hơn một chút, thì phốc một tiếng vang nhỏ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trên chân ngôn bảo luân lại có một đoàn thời gian đạo văn ảm đạm xuống. Hàn Lập dương mắt lên nhìn, sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc như nghĩ tới cái gì đó ngay sau đó lại phốc một tiếng thời gian đạo văn trên chân môn bảo luân lại mở thêm một đoàn hàn lập ánh mắt chấp lên thời gian đạo văn trên chân môn bảo luân ảm đạm theo quy luật nào đó không sai biệt lắm cứ mỗi một hơi sẽ ảm đạm xuống một đoàn trong lòng của hắn khẽ động tựa hồ đã minh bạch điều gì đó vội vàng xoay chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn về quang bích quả nhiên theo hai luồng thời gian đạo văn ảm đạm cảnh tượng trên quang bích lần nữa trở nên rõ ràng hơn một chút như thế lại qua năm sáu hơi thở Hàn Lập hai mắt sáng ngời, giờ phút này đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là một ngọn núi màu xanh cực lớn, cây xanh lâm dâm, quái thạch như rừng. Trung quanh ngọn núi minh mông tràn ngập minh mông vân hải, cuồn cuộn chìm nổi không ngừng. Ở chính giữa một vùng đất đầy đá lởm chởm, có một bệ đá hình tròn rộng chừng ngàn trượng, cao khoảng trăm trượng hiện lên màu xanh, kết nối với ngọn núi phía dưới, xem ra do thiên nhiên hình thành. Mặt ngoài đài đá xanh mơ hồ có vài đạo khe hở, phía trên che kín rêu xanh, bên ngoài có dây leo quấn quanh, giống như tồn tại đã lâu. Giờ phút này, đang có năm sáu thân ảnh ở bốn phía bệ đá, bộ dạng thoạt nhìn quái dị vô cùng. Một người trong đó thân hình rất cao, như một cây trúc, trên người mặc một kiện áo bào màu vàng thoạt nhìn rộng rãi vô cùng, cực kỳ không cân đối. Tóc vàng trên đầu y nhìn như rơm dạ để khô, trên mặt cũng khô vàng, khe rãnh mấp mô, cực không bằng phẳng, thoáng như da gốc cây già, làn da trên hai tay cũng như thế, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn khá giống người mộc tộc ở linh giới. Bên cạnh thụ nhân áo vàng là một thân ảnh thấp bé, thân dài không đầy năm thước, lại còm nhom, so sánh với thụ nhân bên cạnh càng giống như một đứa bé. Nhưng đầu lại lớn như thùng nước, nhìn qua thấy không cân bằng, làm cho người ta có cảm giác tùy thời đầu có thể ngã xuống đất. Người thứ ba tay chân rất dài, bàn tay và bàn chân dị thường rộng thùng thình, giống như quạt bồ hương, nửa người trên trần trụi lộ ra làn da như lửa đỏ, giống như bị thiêu chín, phía trên còn khắc rõ từng vòng hoa văn cổ quái vô cùng, đỉnh đầu là một chùm tóc đỏ như hỏa diễm thỉnh thoảng có chút mầm lửa từ bên trong thoát ra. Người thứ tư là một tiểu hoa nhi năm sáu tuổi, thân thể tròn vo, đầu cũng tròn, như một cái cầu lớn mang một tiểu cầu phía trên. Trên bụng nó mang một cái cái yếm, giống như một hài đồng trang điểm, bất quá cánh tay lại dài gấp đôi người bình thường, rũ xuống tới chỗ đầu gối, hơn nữa nhiều hơn một đoạn khớp xương, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Người cuối cùng thì lớn vô cùng, so với những người khác lớn gấp mấy lần, trên thân khoác một ít đồ vật da lông yêu thú nào đó, làn da xanh đen thân ảnh cực lớn giống vững chãi như thiết tháp nói tóm lại năm người này hình thù kỳ quái thoạt nhìn không giống nhân tộc nhưng nhìn lại ngũ quan lại có vài phần bộ dạng nhân tộc năm người tạo thành một vòng cách nhau khoảng mấy trăm trượng hoặc ngồi hoặc đứng hoặc quỳ sát đất ánh mắt đều nhìn về chính giữa bệ đá chỗ chính giữa có một tăng nhân áo hồng tai to mặt lớn đang khoanh chân ngồi tăng nhân trên gương mặt một đoàn thịt mỡ đè nặng ánh mắt bị thịt ép híp lại thành một đường nhỏ vành tai thật dài kéo xuống tới vai dưới đầu là một thân thể cực kỳ mập mạp thế cho nên vốn áo cà sa màu đỏ đã thập phần rộng thùng thình căn bản không cách nào che lại toàn bộ cơ thể hai bên lộ ra một cái bụng lớn to mọng vô cùng phần dưới thậm chí chạm tới mặt đất thân thể thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt hàn lập mới nhìn thấy trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ quái dị người này có thể đi lại bình thường không đứng lên cũng làm không được a à. bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi hắn tiếp tục chăm chú dò xét liền phát hiện vài chỗ đặc biệt Áo cà sa đỏ trên thân người này có thể không phải là phàm vật, phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch nhiều màu sắc, lấp lóe sáng. Ngoài ra, trong tay còn nắm một chuỗi tràng hạt ngọc bích, chậm rãi về động, mỗi một hạt châu đều sáng óng ánh long lanh, phát ra trận trận ánh sáng màu xanh nhàn nhạt làm người hoa mắt thần mê, trong đó mơ hồ có phủ văn nhảy lên. Tăng nhân tai to này, tuy rằng mập mạp dị thường, nhưng toàn thân mơ hồ tản mát ra một tầng ánh quang, làm người ta cảm giác một loại bảo tướng trang nghiêm, ngồi ở chỗ kia nhưng mơ hồ chính là trung tâm hết thảy. Tăng nhân bờ môi khép mở, tựa hồ đang nói gì đó. Nhưng miệng mới vừa mở ra, liền có một chuỗi phủ văn ngũ sắc giữa răng môi bay ra, hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc bay lên không trung, nhao nhao tán loạn ra, dẫn tới thiên địa mơ hồ cảm ứng. Vô số quang điểm ngay chỗ lưu quang tiêu tán hiển hiện ra, lập tức hóa thành vô tận cuồng phong, gào thét cuồng quyển hình thành mấy đạo vòi rồng vừa thô vừa to. Những vòi rồng này vừa mới hình thành, liền chợt tiêu tán, biến thành một trận mưa lửa từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Hỏa vũ chưa kịp rơi xuống, liền lần nữa tiêu tán, biến thành một trận phong bạo lạnh lẽo, đóng băng vạn giảm. Những dị tượng này thoạt nhìn rất sống động, nhưng chỉ trong nháy mắt thức thì dẫn tới hư không phụ cận chấn động, vân hải bị quấy long trời lở đất, vân khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động, tấm tắc kêu kỳ lạ. Bất kể tình hình giữa không chung như thế nào, bệ đá cùng với hoàn cảnh chung quanh không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí những cây lá cũng không rung động một cái. Cùng lúc đó, sau đầu tăng nhân tai to kim quang lập lòe, vô số kim liên cuồn cuộn bất định, ngưng tụ thành một đoàn khánh mây màu vàng cực lớn, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, theo đầu tăng nhân đong đưa mà lắc lư theo. Khánh mây nhẹ nhàng lắc lư, chung quanh hư không nổi lên đạo đạo rung động mắt thường có thể thấy được. Những tên hình thù kỳ quái bên cạnh tựa hồ không nhìn thấy dị tượng trên không trung, từ đầu đến cuối không rời mắt nhìn xem tăng nhân tai to, nghe say xưa si mê, tựa hồ quên mất thời gian thiên địa. Trên vách đá ông ánh, tăng nhân tai to nói một hồi, rồi dừng lại một chút. Giữa không trung lưu quang ngũ sắc chậm rãi tiêu tán, làm cho toàn bộ dị tượng biến mất, hư không rung động cùng vân hải cũng theo đó dần dần tiêu tán. Thụ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, thi lễ với tăng nhân phía xa một cái. Tăng nhân cùng mấy người khác đều nhìn sang, thụ nhân áo vàng hai tay trước người khoa tay múa chân, trong miệng kể rõ xem sắc mặt thì phảng phất như đang hỏi vấn đề nghi hoặc gì đó mấy người khác nghe câu hỏi sắc mặt đều căng thẳng tựa hồ vấn đề mà thụ nhân áo vàng đưa ra đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng hoang mang ánh mắt nhao nhao ngược lại nhìn về phía tăng nhân tai to mặt lộ vẻ chờ đợi tăng nhân tai to vừa nghe xong ngửa đầu cười to một tiếng dẫn tới toàn bộ thịt mỡ trên cơ thể một hồi loạn chiến cùng lúc đó hư không phụ cận ngọn núi cũng tựa hồ theo tiếng cười to này đều u u lắc lư vân hải xung quanh sóng cả cuồn cuộn, thân núi cũng run rẩy không thôi, nhiễm nhiên một tình cảnh rung động của đất trời. Hàn lập ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, chỉ là tiếng cười đã khiến cho thiên địa kịch biến như thế, tăng nhân tai to này đến tột cùng có lai lịch gì. Sau tiếng cười to, tăng nhân tai to mở miệng lần nữa, nâng lên bàn tay to mọng vô cùng, khoa tay múa chân giải thích nghi hoặc của thụ nhân áo vàng. Nói vài câu, thụ nhân áo vàng mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức thần sắc cung kính vô cùng khom người bái tạ, lúc này mới ngồi xuống mấy người khác cũng nhao nhao lộ ra thần tình đã hiểu, thi lễ với tăng nhân một cái, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Tăng nhân tai to thả tay xuống, tiếp tục diễn giải, năm người chung quanh dụng tâm lắng nghe, mặt lộ vẻ si mê. Hàn lập chứng kiến hình ảnh kỳ lạ của đám người si mê lắng nghe, trong lòng lập tức ham muốn lắng nghe mãnh liệt cuối cùng tăng nhân đang nói cái gì, chỉ tiếc hôm nay trên tinh bích mặc dù hiện ra hết thảy, so với ban đầu rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không có tí xíu thanh âm nào truyền ra. Trong lòng hắn cười khổ, lại không thể làm được gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. chương 275, trộm đạo đại giới. Thời gian trôi qua, từng đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân dần ảm đạm, quang mang chấp động trên quang bích óng ánh dần giảm đi, cảnh vật hiện ra cũng dần ổn định lại. Điều làm cho Hàn Lập vui vẻ chính là, theo tinh bích ổn định lại, phía trên cũng mơ hồ truyền ra một ít thanh âm nứt quáng, căn bản nghe không rõ ràng. Trong thời gian này, tăng nhân tai to lại tiếp tục giảng giải, trong miệng đồng dạng bay ra một ít phủ văn ngũ sắc, hóa thành lưu quang ngũ sắc xoay nhanh bay lên không, khi thì hóa thành các loại hoa cỏ cây cối hình thù kỳ quái, khi thì hóa thành một ít mãnh thú dị hình hàn lập chưa bao giờ thấy qua, tóm lại dị tưởng liên tục, đủ các loại. Những việc này dẫn tới năm quái nhân đứng quanh bệ đá thỉnh thoảng đứng dậy hỏi các vấn đề nan giải, cuối cùng được tăng nhân giải thích mấy lời, liền bừng tỉnh đại ngộ mà ngồi xuống. Đối với việc này, tuy nội tâm hàn lập ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng đành phải chấn định lại. Nguyên bản lúc đầu hắn lo lắng khi thấy đạo văn trên chân luân ảm đạm, ngược lại hiện tại sự lo lắng giảm xuống vài phần thậm chí còn muốn những đạo văn kia ảm đạm nhanh chút qua mấy hơi thở sau cảnh vật trên tinh bích cuối cùng triệt để ổn định lại không còn lập lòe nữa tinh bích truyền ra thanh âm lớn hơn vài phần tuy rằng còn có chút mơ hồ không rõ nhưng đã có thể nhận ra một ít từ ngữ rồi thân ảnh khẽ nhoáng lên hàn lập có chút gấp gáp không dằn lòng được liền phi thân đến cách tinh bích chưa đầy một xích khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm pháp quyết rót tiên linh lực trong cơ thể vào hai lỗ tai thúc dục một môn thần thông lắng nghe mà trước kia ngẫu nhiên học qua chăm chú lắng nghe có thần thông gia trì thanh âm truyền ra từ tinh bích trở nên rõ ràng hơn thanh âm hùng hậu ôn hòa linh hoạt kỳ ảo vô cùng làm cho người ta cảm giác minh mông trang nghiêm ngôn ngữ sử dụng là một loại dị thường lạ lẫm hàn lập lắng nghe một lát con mắt đột nhiên nổi lên từng trận dị sắc ngôn ngữ này tuy rằng hắn không hiểu nhưng thanh âm này lọt vào tai làm cho hắn cảm giác vô cùng huyền diệu tâm thần rung động làm cho hắn cảm giác dường như lĩnh ngộ được gì đó. Chẳng qua đến tột cùng là cái gì hắn lại không thể nào biết được. Dù vậy, trên mặt hắn vẫn hiện ra thần sắc đại hỷ, như nghe thấy diệu âm đại đạo, yên lặng đọc thuộc lòng nó. Kết quả sau khi nghe xong một câu, trên thân hàn lập kim quang, thanh quang, ngân quang, tất cả sắc quang mang thay nhau hiện lên, các loại thần thông trong cơ thể hắn bị kích phát, tự động vận chuyển lên. Một màn này khiến tinh thần hàn lập chấn động, càng nghe thêm chăm chú. Chỉ nghe bảy câu, hắn mặc dù có cảm giác như lọt vào sương mù, không hiểu, nhưng mặt lộ vẻ si mê giống như những quái nhân trên tinh bích kia. Lúc này, trên thân hàn lập tất cả sắc quang mang càng ngày càng sáng, từng đạo ngân sắc biển hồ hiển hiện ra, một hư ảnh lôi bằng ở trong đó cũng hiện ra. Ánh sáng màu xanh hiện lên, ông ông xoay tròn, một hư ảnh cự cầm màu xanh xuất hiện. Kim quang thiểm nhấp nháy, một đầu kim sắc cử viên hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng hư ảnh chân linh tiếp nối hiện ra, trong nháy mắt toàn bộ hư ảnh chân linh mà Hàn Lập tu luyện đều hiển hiện xoay quanh thân thể hắn. Mặt khác công pháp cũng giống như vậy, trong cơ thể hắn tiên linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, hơn nữa dần dần to lớn, thế không thể đỡ. Ngay lúc tăng nhân tai to nói đến câu thứ 8, một sự tình cổ quái xảy ra mà Hàn Lập nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được. Hắn cảm thấy thân hình run lên, tiếp theo toàn thân xương cốt tứ chi truyền đến cảm giác tê dại, mà bộ vị đan điền bỗng nhiên trở nên nóng dị thường loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác ấm áp thoải mái nói không ra lời. Nhưng sau một khắc, phanh một tiếng từ trong cơ thể truyền ra. Hàn lập hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng không kịp phản ứng thì. Phanh 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 phanh, phanh. liên tục bảy âm thanh bạo liệt từ trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, tám quang điểm trên người hắn hiện ra, cùng hòa lẫn với 12 quang điểm nguyên bản. Hắn rõ ràng một hơi mở ra tám cái tiên khiếu, tiếp theo, Hắn cảm thấy tiên linh lực ở giữa thiên địa giống như nhìn dòng chảy về biển lớn, chảy về trung tâm tạo thành một dòng suối linh khí cực đại. Trong đan điền tiên linh lực cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Hàn Lập bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy tình huống trên người lập tức đại hỉ, liếc nhìn chân ngôn bảo luân trên không trung. Chẳng qua là phía trên bảo luân, 108 đoàn thời gian đạo văn, lúc này đây đã có hơn phân nửa biến mất. Hắn thở nhẹ một hơi, nếu như đã đến tình cảnh như thế này rồi, còn một chút thời gian nữa hắn tự nhiên không cam lòng buông tha, lúc này tiếp tục ngưng thần lắng nghe tiếp câu thứ 9. Dù sao mới nghe xong 8 câu liền có thể đả thông 8 cái tiên khiếu, loại tốc độ tu luyện này làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Không biết, nếu như nghe được câu thứ 9, thậm chí câu thứ 10, có sự tình đặc biệt gì phát sinh không? Mới nghĩ đến đây, nội tâm Hàn Lập lửa nóng thêm vài phần. Kết quả lại không có may mắn như lúc trước, câu thứ 9 vừa mới nghe được một nửa, Hàn Lập đã cảm thấy trong cơ thể tiên khiếu bắt đầu dục dịch. Nhưng tăng nhân tai to mập mạp chợt ngừng lại không nói nữa, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Lập. Năm người chung quanh cũng nhao nhao nhìn về hướng Hàn Lập. Thụ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt giận dữ, trong miệng giống giận, mặc dù sử dụng loại ngôn ngữ như tăng nhân vừa rồi, bất quá không cho Hàn Lập chút nào cảm giác huyền diệu. Bốn người còn lại nhìn nhau, tuy thần thái khác nhau không có mở miệng, nhưng toàn nhìn đều thấy đang mất hứng không tốt, bị phát hiện rồi, Hàn Lập trong lòng căng thẳng, không chờ hắn kịp phản ứng, bờ môi tăng nhân tai to bỗng nhiên mất máy, cũng không biết nói gì đó. Phanh, tinh bích lập tức bạo liệt chia năm sẻ bảy ra, trong khoảnh khắc biến thành vô số tinh quang tứ tán, nhanh chóng phiêu tán biến mất. Nguyên bản vết nứt không gian vỡ ra cũng theo đó ô, ô, n, g một tiếng, lập tức bắt đầu khép kín lại. Chân ngôn bảo luôn đang lơ lửng giữa không trung kim quang chợt hiện, thời gian đạo văn còn lại phát ra liên tiếp thanh âm vỡ vụn, một hơi tất cả đều ảm đạm, sau đó lóe lên biến mất. Xoẹt, Hàn Lập thân thể chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong cơ thể tiên linh lực loạn thành một bầy, kinh mạch các nơi điên cuồng tán loạn, gần như muốn tổ hỏa nhập ma. Hắn hoảng hốt, phất tay lấy ra một bình thuốc màu trắng, bên trong chứa các hạt đan dược màu trắng, tất cả đều rót vào miệng, nuốt liên tục, sau đó lập tức nhắm mắt luyện hóa dược lực. Từng tiếng trầm đục từ trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra, trên người tất cả sắc quang mang chợt hiện, và chạm xung đột lẫn nhau. Một hồi ánh sáng màu xanh chế trụ quang mang khác, một hồi lại là kim quang áp chế ánh sáng màu xanh, sau đó lực lượng ngân sắc lôi quang xuất hiện, đột nhiên sáng rõ. Sắc mặt hàn lập từng đợt xanh trắng luân chuyển, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bất quá theo thời gian dần trôi qua, trên người hắn tất cả sắc quang mang dần ảm đạm, sắc mặt cũng dần khôi phục bình thường. Hơn nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng khí tức đã ổn định lại hắn cảm thấy may mắn, thật may lúc trước hắn phản ứng nhanh, kịp thời ăn vào đan dược rồi củng cố kinh mạch, nếu không lúc này chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hàn lập thở nhẹ một hơi, cảm thụ tám cái tiên khiếu mới mở ra trên người, trong nội tâm lần nữa vui vẻ. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng quả thực là một thiên đại cơ duyên, chỉ là xuyên qua quang bích lắng nghe tăng nhân tai to diễn giải, thế nhưng mở ra được tám cái tiên khiếu. Tiên khiếu thứ 9 tuy rằng không triệt để mở ra, nhưng cũng đã buông lỏng, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, tất nhiên có thể phá tan. Lúc trước khổ tu 10 năm, bởi vì đại bộ phận tâm tư đặt ở việc cô động thời gian đạo văn nên không thể đả thông tiên khiếu mới, lần này cơ hồ trong nháy mắt liền mở ra 8 cái. Bởi vì nguyên nhân không phải thông qua tu luyện chân ngôn hóa luân công, có lẽ có quan hệ với 108 đoàn thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân, lần này đả thông tiên khiếu cũng không có gia tăng thêm thời gian đạo văn nào. Tu vi có thể tinh tiến trên diện rộng tuy đáng mừng, Bất quá để cho Hàn Lập hưng phấn nhất chính là tám câu nửa lời diễn giải của tăng nhân tai to kia. Hắn lúc này cẩn thận phân tích, càng cảm thấy tám câu nửa lời nói này cao thâm mà chắc, vô cùng huyền diệu, tựa hồ là khẩu quyết công pháp nào đó. Tăng nhân này chỉ nói mấy câu như vậy, liền khiến một gã tu sĩ chân tiên cảnh trực tiếp đả thông tiên khiếu, chẳng lẽ? Người nọ là một gã đạo tổ, Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, trong miệng thì thào lầm bẩm nhưng tiếp theo sắc mặt trợt động, nhớ ra cái gì đó. Trên người hắn kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân sau lưng hiện ra. Phía trên 108 đoàn thời gian đạo văn, lúc này toàn bộ ở ảm đạm không còn chút nào linh động huyền diệu như trước. Lần này cũng coi như hỏa phúc tương y, vì nghe lén những chân ngôn kia, những đạo văn trên chân luân này hôm nay toàn bộ ảm đạm rồi. Hàn lập khẽ thở dài, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, nhắm lại hai mắt. Ba ngày ba đêm sau, hắn mở to mắt, trong cơ thể thương thế đã khôi phục, chỉ là... Hàn lập nhìn về phía chân môn bảo luân, phía trên 108 đoàn thời gian đạo văn vẫn một mảnh u ám, không có chút dấu hiệu khôi phục. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ tăng nhân tai to kia thoáng nhìn cái làm tổn thương căn cơ thời gian đạo văn trên bảo luân. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng thử thúc dục thần thông làm chậm tốc độ. Nhưng mà đạo văn trên bảo luân không có chút phản ứng nào, chứ nói chi là phóng thích ra lĩnh vực gợn sóng kim sắc. Hàn lập vẫn chưa từ bỏ ý định, lại thử thần thông nghịch chuyển chân luân, vẫn giống trước không cách nào thi triển, sắc mặt hắn không khỏi khó nhìn. Chân ngôn hóa luân kinh là chủ tu công pháp của hắn bây giờ, nếu thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân bị tổn hại, môn công pháp này xem như phế đi rồi. Hắn lắc đầu, chấn định tâm thần, nhắm mắt vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, cảm ứng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Sau một lát, Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng rất yếu ớt, bất quá hắn vẫn có thể cảm ứng được một chút thời gian chi lực trên thời gian đạo văn có liên hệ với tinh thần của mình, không có triệt để gián đoạn. Hắn thầm hô một hơi, nếu như liên hệ vẫn còn, thời gian đạo văn trên bảo luân có lẽ còn có khả năng khôi phục. Hàn lập tâm bình lặng, tiếp tục vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, thử khôi phục thời gian đạo văn. Đồng thời tĩnh tâm tìm hiểu tám câu nửa lời chân ngôn khẩu quyết đã nghe trộm. chương 276, bế quan trăm năm, thời gian trôi đi, nháy mắt đã qua một năm. Trong mật thất, Hàn Lập ngồi khoanh chân, sau lưng chân ngôn bảo luân chậm rãi chuyển động, tản mát ra ánh sáng vàng rực, vô số phù văn màu vàng trên đó bắt đầu nhanh chóng khởi động. Trên chân ngôn bảo luân một vòng đạo văn thời gian chợt nhấp nháy, phù văn màu vàng xung quanh tụ lại chui vào trong đạo văn. Đạo văn thời gian vốn u ám lập tức sáng lên, tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Qua vài hơi thở liền sáng ngời linh động, dường như đã khôi phục lại giống trước kia. Còn riêng các đạo văn khác vẫn tối như cũ. Hàn Lập mở to mắt quan sát đạo văn thời gian vừa khôi phục kia, không khỏi thở dài một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Những đạo văn thời gian u ám này quả nhiên có thể khôi phục, nhưng mỗi vòng cần phải tiêu tốn khoảng chừng một năm thời gian. Nói cách khác nếu muốn khôi phục toàn bộ 108 đạo văn thời gian, tối thiểu cũng phải hơn trăm năm. Từng đó thời gian, chỉ e ảnh hưởng không nhỏ tới việc tu luyện. Hàn Lập ánh mắt đắn đo, rất nhanh gạt đi, trăm năm thời gian mà thôi, chỉ là trong trước mắt, trong khoảng thời gian này nhân lúc bản thân rảnh rỗi có thể cặn kẽ nghiên cứu tám câu rưỡi khẩu quyết chân môn kia hơn một năm qua hắn tuy chưa tìm hiểu ra nhưng trong lòng lại rất tin tưởng chỉ cần có thời gian sẽ lĩnh mộ được chút gì đó hiện tại lúc này nguyên liệu luyện đan cũng là vấn đề cần giải quyết hàn lập nghĩ như vậy liền phất tay lấy ra hộp ngọc lần trước lấy được từ chỗ bình diêu tử bên trong có 6-7 đan phương trong số đó có hai đan phương thích hợp cho chân tiên trung kỳ phục dụng một cái đúng là thự uyển đan mà bình diêu tử dùng cho bản thân còn cái khác tên là Ngọc Hành Đan. Hắn nhìn yêu cầu tài liệu cho hai đan phương trên, đều là những thứ vô cùng chân quý khó tìm, còn nữa linh dược số 5 sinh trưởng yêu cầu rất cao. Lúc trước làm nhiệm vụ vô thường minh, hắn tích góp từng chút tiên nguyên thạch và linh thạch nhưng hơn phân nửa đã dùng vào luyện đan. Hiện tại tuy rằng vẫn còn lại một ít nhưng nếu hắn muốn thu mua toàn bộ tài liệu cho hai đan phương này thì còn lâu mới đủ. Mà thôi, việc gấp bây giờ là phải thi pháp khôi phục toàn bộ đạo văn, lục dịch sẽ tạm thời không cô động tinh hạt nữa, trước tiên dùng để thúc giục linh thảo đi. Hàn lập thầm nghĩ trong lòng, lại nói tiếp, trường thiên bình lúc trước cùng chân ngôn Bảo Luân sinh ra đồng cảm, phát sinh dị biến, khiến cho Bảo Luân có chút ảnh hưởng, bất quá bình nhỏ cũng như lúc trước, không có gì khác thường. Tài liệu trong hai đan phương kia không ngờ đều là những thứ quý hiếm nên phải cậy nhờ bình nhỏ rồi. Hàn lập đứng lên đi ra mật thất, lấy ra một cái trận bàn đưa tin rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một lát sau, Mộng Vân Quy cùng Tôn Bất Chính đi tới đại sảnh động phủ, hướng phía Hàn Lập ngồi trên chính diện bên cạnh bàn đá, chắp tay thi lễ một cái. Ra mắt lệ trưởng lão, ta tới đây sẽ bế quan tu luyện một thời gian. Trong lúc này, hai người các ngươi đi ra ngoài một chuyến, thay ta thu thập một ít tài liệu, đây là danh sách. Hàn Lập phân chia từng cái ngọc giản cho hai người, bên trong là một số tài liệu phụ ghi trong đan phương, cùng với một ít tài liệu chính và các loại hạt giống. Hai người tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức chui vào trong đó quét qua, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận tài liệu này đều vô cùng chân quý, muốn thu thập được hết tất nhiên không hề dễ dàng. Ta biết những thứ bên trong rõ không dễ thu thập, bất quá việc này cũng không cần nóng vội, vậy nên hai người các ngươi cứ chậm rãi tìm kiếm, trong vòng trăm năm tìm kiếm đầy đủ số lượng là được. Trong lúc nếu có tiến triển, có thể lập tức mang về. Hàn Lập nói xong, lấy ra hai túi chữ vật, bên trong là linh thạch. Vâng, hai người nghe vậy sắc mặt liền buông lỏng, tiếp nhận túi chữ vật, gật đầu đáp ứng. Chờ sau khi hai người cáo từ rời đi, Hàn Lập cũng đứng dậy đi về hướng mật thất. Thời gian như thế qua nhanh, trong nháy mắt hơn trăm năm qua đi, Trung Kim Sơn mạch lặp lại triền miên qua đi theo năm tháng, tuy rằng đã xảy ra một số việc, thêm người này bớt người kia, nhưng đối với toàn bộ Trúc Long Đạo mà nói, mọi việc cũng bình thường, dù sao trong tông môn vẫn còn 13 vị đạo chủ Kim Tiên tỏa chấn, hết thảy đều không coi vào đâu, nếu có điều gì xảy ra, tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết nguyên bản ngay tại chỗ vắng vẻ như xích hà phong lại càng tỏ ra yên lặng cộng thêm vị nội môn trưởng lão hàn lập này vốn rất ít khi xuất hiện ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài cũng tự nhiên không có ai để ý càng không nói có kẻ nào đến thăm đương nhiên mặc dù có người tới quét dọn cũng sẽ biết xích hà phong từ lâu đã phong bế một chân tiên phong sơn bế quan trăm năm cũng chẳng có gì lạ còn đối với việc một trưởng lão chân tiên bế quan sinh tử mà nói mỗi lần bế quan nghìn năm thậm chí vạn năm cũng là bình thường trong thời gian này Hàn Lập hầu như chưa bao giờ rời khỏi động phủ, một mực sốc lòng tìm hiểu tám câu rưỡi khẩu quyết nghe được từ tăng nhân tai to kia, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Thời điểm bị gián đoạn trong khoảng thời gian này phần lớn là vì tôn bất chính hoặc mông vân quy ngẫu nhiên trở về, mang về một chút hạt giống tài liệu chính và phụ cho đan phương. Hắn xem qua, rồi phân phó cho cự viên khôi lỗi điều chỉnh. Ở trong mật thất, không khí ngưng trệ, từng điểm hơi bụi lơ lửng trên không, như thể đang bất động. Hàn lập mặc áo bào xanh, Ngồi khoanh chân, sau lưng chân môn bảo luân ung dung xoay tròn, phía trên 108 đạo văn thời gian toàn bộ sáng lên, từ trong truyền ra từng trận pháp tác chấn động rõ ràng. Sau một lát, chỉ thấy trên tay kia pháp quyết thu hồi, tâm thần khẽ động, bảo luân sau lưng liền lóe lên hào quang bay vào trong cơ thể hắn. Giống như đột nhiên được giải trừ cấm chế, trong mật thất không khí một lần nữa nổi lên lưu động như bình thường, bụi trong ánh sáng cũng bay lắc lư phiêu du một cách tự do. Cuối cùng tất cả đều khôi phục hàn lập thở ra một hơi đứng dậy hướng bên ngoài mật thất đi ra xích hà phong khí trên trời sáng trong tâm trạng hắn giống như trời xanh không mây mặt trời một vòng nhô lên cao bao trùm trên ngọn núi tuyết trắng cũng mang đến một chút ấm áp hàn lập từ động phủ đi ra ngay tại đó thân hình độn quang bay vút lên cao như muốn trực tiếp hướng tới chỗ sơn cốc ngày xưa hắn thường đi tới thử một chút thần thông mới lĩnh ngộ ra từ tám câu rưỡi khẩu quyết rồi lại trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy mộng thiền thiền cùng một nhóm năm sáu người đang lúc tụ tập ở chân núi trên ruộng linh dược. Vì vậy, thân hình hắn thu lại, hướng phía bên dưới đó bay thấp xuống. Lệ trưởng lão, vừa thấy Hàn Lập bay đến, mọi người liền vội vàng tiến lên hành lễ, miệng cung kính kêu lên. Hàn Lập khoát tay áo, ý bảo mọi người không cần đa lễ, nhưng ánh mắt lại hướng trên thân thủ sơn thú phía trước nhìn tới. Đối với con thú này, từ sau khi hắn nhận về nuôi cũng chưa từng chú ý qua, chỉ giao cho đám tôi tớ chăm sóc, cũng không nghĩ tới nó đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ rồi. Bất quá, cái hắn chú ý cũng không phải sư ưng thú hai đầu này, mà là con quái điểu màu xanh đang cưỡi trên cổ nó. Quái điểu này đầu thì to lớn, cái cổ lại quá nhỏ, thân cao gần hai trượng, khắp toàn thân từng đám lông vũ dài như những mũi tên, trước bộ ngực còn buông thõng một cái túi nhỏ, lớn chừng năm thước. Cứ như từ trước liền ngông nghênh cưỡi trên một đầu của thân hình khổng lồ cự thú to không biết gấp bao nhiêu lần nó, hết nhìn đông nhìn tây, bộ dạng như ngông nghênh bất chấp. Tuy nhiên đúng lúc thời điểm thân hình Hàn Lập đáp xuống, con chim liền như kinh hãi, hai cái cánh đập liên hồi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó nó nhìn về hướng mộng thiền thiền một cái, liền yên tĩnh trở lại, bất quá thân hình lại nằm dạp xuống trên thân sư ưng thú, nấp sau hai cánh, dùng ánh mắt quan sát Hàn Lập. Nó là, nhiệm vũ, Hàn Lập quay đầu nhìn về phía mộng thiền thiền, có chút nghi ngờ hỏi. Phải, chính là nhiệm vũ, mộng thiền thiền nhẹ gật đầu, cười đáp, ô, không nghĩ tới trăm năm không gặp liền đã gần đạt tới nguyên anh kỳ rồi sao hàn lập hỏi đúng vậy a à, lệ trưởng lão người không biết nó hiện tại ăn rất nhiều chỉ sợ có chút liên quan tới việc đó ngoại trừ cho nó ăn linh thảo và linh dược phong thuộc tính trong vườn ta cũng không có cho nó ăn linh thảo hay đan dược gì khác nhưng nó lại thỉnh thoảng vụng trộm trốn ra ngoài xích hà phong có ăn gì khác thì ta cũng không biết mộng thiền thiền quay đầu lại hướng về quái điểu màu xanh thoáng nhìn qua trong miệng nói như thế Hàn Lập chỉ vào sư ưng thú hai đầu đang vui vẻ nằm dạp trên mặt đất, cùng với niệm vũ đang cưỡi trên nó, hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với chúng nó? Hai năm trước, một lần niệm vũ vụng trộm chuồn ra xích Hà Phong, lúc trở lại liền bị một con yêu thú hóa thần kỳ đuổi giết, lúc ấy thủ sơn thú liền ra tay, ngoác nghiệp, đớp con yêu thú kia thì mới cứu được nó. Sau đó, chúng nó dường như đã trở thành bằng hữu. Mộng thiền thiền liền giải thích nói, tiểu gia hỏa này xem ra cũng không phải vừa, hơn phân nửa là ra ngoài săn thức ăn yêu thú, bị người ta truy sát trở về. Đúng rồi, ca ca của ngươi cùng Tôn Bất Chính hai người còn chưa có trở về sao? Hàn Lập nghe vậy cười cười, sau đó xoay chuyển lời nói hỏi. Bọn họ 7, 8 năm trước cũng đã trở về, chỉ là lần này ra ngoài bọn họ đều có chút dấu hiệu cảm nhận, hai người sau khi trở về không bao lâu, kẻ trước người sau đều đã đến thời điểm đột phá nguyên anh hậu kỳ, hiện tại đang còn bế quan trong đó, đúng rồi, còn có những hạt giống này. Mộng thiền thiền nói xong, đem một cái túi chữ vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận túi chữ vật, thả ra thần thức quét qua, sau đó đi vào bên trong linh ruộng, quan sát một vòng, gật đầu thỏa mãn. Hai người lần này mang về hạt giống phụ cùng tài liệu, ngược lại còn khá nhiều, chỉ cần bỏ chút thời gian liền có thể phối thành ít nhất cùng hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Việc này đối với hai người bọn hắn mà nói, thật sự không phải chuyện dễ dàng, bọn họ quả nhiên đã rất tân tâm tận lực làm việc rồi. Việc này bọn hắn làm rất tốt, tới đây ta sẽ tiếp tục bế quan không thể đợi lúc bọn hắn xuất quan nên không thể gặp được ta hai bình đan dược này dùng để củng cố cảnh giới đến lúc đó ngươi thay ta trao cho bọn họ Hàn Lập đem đan dược trao cho Mộng Thiền Thiền nói ra nàng sau khi tiếp nhận vội vàng thi lễ với Hàn Lập nói ra Thiền Thiền thay mặt ca ca cùng tôn đại ca tạ ơn lệ trưởng lão Hàn Lập tùy ý khoát tay áo rồi sau đó hai tay phát ra màu xanh sáng ngời hướng về phía bên trong linh ruộng dò xét mặt đất sau một hồi lắc lư rất nhỏ hơn 100 gốc các loại linh dược tại nơi ánh sáng màu xanh phủ xuống đột ngột từ mặt đất nổi lên, bên trên phiến lá còn dính đầy giọt xương, bùn đất còn bám đầy trên bộ rễ, tất cả đều lăng không bay lên, theo hàn lập bay về phía hướng động phủ. Những linh dược này số năm sinh trưởng còn chưa đủ, còn cần phải dùng lục dịch thúc dục, vì vậy hắn muốn đem tất cả nhổ hết quay về trồng trong dược viên động phủ. chương 277, Pháp ngôn thiên địa, nửa canh giờ sau, trong lãnh địa xích Hà Phong, trên mảnh thảo nguyên rộng lớn hoang vắng đầy đá sỏi có một đạo độn quang màu xanh lao đến thân ảnh hiện ra bên trong không ai khác chính là hàn lập nói đến cũng có chút buồn cười vốn nơi này là một sơn cốc có phong cảnh hữu tình tú lệ nhưng chỉ vì hơn trăm năm trước hắn chọn đây là chỗ tu luyện thần thông nghịch chuyển chân luân không cẩn thận đâm sụp hai ngọn núi cao bên cạnh làm vùi lấp cả sơn cốc nên mới có cảnh hoang tàn ngày hôm nay hàn lập đứng lơ lửng giữa không trung sắc mặt nghiêm túc trên thân mơ hồ xuất hiện một cỗ ba động kỳ lạ Đúng lúc này đôi mắt hắn bỗng nhiên phóng ra hào quang sáng rực, lực lượng thần thức cường đại tỏa ra trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh. Không thấy hắn kết ấn hay làm gì khác, trong hai con người đột nhiên có một vòng phù văn nhỏ li ti nổi lên, câu chữ khác trên đó chính là khẩu quyết mà hắn ngày đó nghe được từ vị tăng nhân tai to, cũng chưa đầy đủ, chỉ là ba câu rưỡi mà thôi. Ba câu rưỡi viết lại bằng phù văn kỳ lạ, nhưng cũng không được sắp xếp đúng theo lời ngâm tụng của tăng nhân mà thứ tự rối loạn, dường như được tổ hợp lại mà không có quy tắc nào. Thực tế ban đầu ý nghĩa của những khẩu quyết này không phải là điều trọng yếu, nhưng ngược lại những chữ này, từng chữ một đều có chứa trong mình loại lực lượng đặc thù nào đó. Sau khi hàn lập lĩnh hội được hắn đã dung hợp thành công nó với thần thức cường đại của bản thân tạo ra thần thông mới tạm đặt tên là pháp ngôn thiên địa. Gió lên, hàn lập quát khẽ một tiếng, vù, trên thảo nguyên hoang vắng phong vân đột biến, bầu trời vốn đang trong vắt bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, ngưng tụ lại một chỗ, che kín cả không gian, sắc trời trở nên tối đen một trận cuồng phong gào thét lao qua quét tan tuyết động trên hoang nguyên, cát vàng minh mông cuốn lên, đất bay đá nhảy tán loạn đầy trời, và đập vào nhau tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Chớp xuống, ma hàn lập không đổi sắc, tiếp tục quát, trên trời cao mây đen luân chuyển tạo thành một vòng xoáy màu đen sâu thẳm. Sâu trong vòng xoáy có những âm thanh ù, ù vang lên không ngừng, điện quang màu xanh u ám chấp động liên tục. Âm một tiếng vang thật lớn, một luồng lôi điện màu lam to như vại nước từ trên trời đánh xuống mặt đất, từng tảng đá lớn bị đánh chúng lập tức vỡ nát, mảnh vụn và khói bụi văng lên tung tóe. Ngay sau đó, tiếng sấm liên miên không dứt, từng đợt, từng đợt lôi điện rơi xuống như mưa, liên tiếp đánh xuống, hủy diệt tất cả, toàn mảnh thảo nguyên chỉ còn cảnh hoang tàn. Đá vụn vung vãi khắp mặt đất, ngoài mặt cháy đen, phía trên còn có một tầng điện quang trải rộng lấp lóe điên cuồng. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét gai mũi, Hàn Lập vẫn bình thản, miệng tiếp tục nói, long trời lở đất. Chỉ thoáng chốc, phong vân cuồng loạn, Trời đất biến sắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng đến nghẹn lời quét ra, bao phủ trọn vẹn mảnh thiên địa này. Hàn Lập chợt cảm thấy choáng váng, đầu óc có chút mê muội, mở mắt ra đã thấy mây đen dày đặc, sấm chớp cuồn cuộn dưới chân. Hắn ngẩng lên lại nhìn thấy một mảnh đại địa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm trên đỉnh đầu. Nhìn gần còn thấy được từng khối nham thạch lộn xộn, một tầng khói bụi mờ mịt bao phủ cả mặt đất, xa xa là những ngọn núi cao cả ngàn trượng treo lơ lửng như thạch nhũ, ngọn gần nhất chính là xích hà phong của hắn nhưng thật kỳ lạ mọi vật trở nên đảo ngược như vậy mà không có điểm nào cho thấy là sẽ rơi xuống ngay cả tầng khói bụi tràn ngập đại địa kia cũng không mảy may hạ xuống chút nào hàn lập nhìn khắp bốn phương suy nghĩ thật lâu trên mặt hiện lên nét tươi cười hai tay nhẹ nhàng vỗ trong nháy mắt thiên địa đảo ngược trở lại khói bụi tan đi mây đen lôi điện cuồng phong loạn thạch đều biến mất cả mảnh trời đất nhanh chóng trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà lúc này phú văn trong mắt hàn lập đã biến mất con người một lần nữa phục hồi bình thường. Hiệu quả so với dự đoán còn mạnh hơn một chút, sau này đối mặt với cường địch, lại có thêm khả năng chiến thắng rồi. Hàn lập cười cười nói ra, thần thông pháp môn thiên đạ này thực chất là một loại huyễn thuật cực kỳ lợi hại, nhưng lại không cần bất cứ pháp trận phụ trợ hoặc công pháp nào duy trì. Chỉ cần hắn dùng lực lượng thần thức bao trùm một khu vực, rồi đọc ra những lời chú ngôn như gió chuyển mây về rời núi lấp bể long trời lở đất liền có thể tùy theo ý niệm mà tạo ra một loại ảo cảnh, vây hãm đối thủ trong đó nếu đối phương thần thức yếu hơn hàn lập không có pháp bảo hoặc bí thuật đặc thù để bảo vệ bản thân liền bị ảnh hưởng bởi thần thông này nhưng mức độ ảnh hưởng nhiều ít sẽ khác nhau thử nghĩ nếu trong lúc đang giao chiến với một đối thủ có thực lực tương đương đột nhiên dùng chú ngôn tạo nên một ảo cảnh làm đối phương bất ngờ luống cuống lộ ra sơ hở thì hậu quả là chết không thể nghi ngờ sau thời gian khoảng một chén trà hàn lập đã trở về đến nơi động phủ hắn khoanh chân ngồi trong mật thất trước mặt là một khối ngọc giản sắc tím phía trên được điêu khắc đường vân nhỏ nhắn tạo thành một đồ án tinh xảo đẹp đẽ kỳ lạ. Đây là vật mà hắn lấy được trong hộp ngọc của bình giao tử, nhưng vốn ở trên có cấm chế thần thức nên cho đến tận giờ hắn vẫn chưa thể gỡ bỏ. Sở dĩ hôm nay hắn đem ra vì toàn bộ vòng đạo văn trên chân ngôn bảo luân đã khôi phục, có thể toàn lực sử dụng chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn được duy trì bởi 108 vòng đạo văn, đến hôm nay khả năng nhìn xuyên huyễn thuật hay phá hủy cấm chế thần thức đã đạt đến trạng thái kinh ngạc, nếu so sánh phải mạnh gấp mười mấy lần minh thanh linh mục. Hai tay hàn lập kết phát quyết, sau lưng âm thanh ô, ô, n, g vang lên, kim quang chiếu sáng, chân môn bảo luân nhanh chóng xuất hiện. Theo từng chàng chú ngữ mà hắn ngâm tụng, con mắt ở giữa chân môn bảo luân chậm rãi mở ra, một luồng kim quang bao trùm lấy ngọc giản màu tím. Đồ án khắc phía trên ngọc giản đột nhiên sáng ngời tỏa ra kim sắc quang mang. Từ trên ngọc giản những phù văn màu vàng liên tiếp bay ra chặn luồng sáng từ chân thực chi nhãn lại nhưng trước sức mạnh vượt trội của chân thực chi nhãn tầng quang mang tràn ngập phù văn lại giống như hư vô, không thể ngăn trở luồng sáng chiếu xuống ngọc giản. Hàn lập không còn dùng mắt thường để nhìn nó nữa, mà thông qua chân thực chi nhãn để quan sát. Chỉ thấy trên ngọc giản kim quang tràn đầy như gợn nước, đồ án hình hoa kia lơ lửng trôi nổi phía trên. Hàn lập không nhìn thẳng vào nó mà nhìn cảnh tượng được phản chiếu phía dưới. Hình ảnh thấy được làm người ta nghĩ đến cát vàng miệng ống trải dài dưới đáy sông, phía trên có từng dòng chữ kim triện văn giống như có người dùng tay vẽ lên vậy. Ánh mắt Hàn Lập lướt qua, trong lòng vui mừng không thôi. Không khác với những suy đoán trước đây, văn tự được ghi trên cát vàng kia chính là niềm mơ ước của hắn bấy lâu nay. Đan phương đạo đan, lôi chỉ kim dịch, đồ linh hoa nhị, u vụ thảo, phù sinh quả, thiên tạo sâm. Hàn Lập đọc tên của từng loại linh tài, linh thảo xa lạ này, kích động trong lòng lắng xuống, nhiệt tâm cũng giảm đi nhiều muốn tìm đủ những nguyên liệu này không đơn giản chút nào. Chỉ riêng tài liệu chính là lôi trì kim dịch, cũng không phải loại thiên tài địa bảo bình thường. Trên 9 tầng trời cao có loài thôn lôi thú sinh sống, nó chuyên thôn vệ lượng lớn cửu thiên chân lôi, cứ như thế đến ít nhất 10 vạn năm sau thì trong cơ thể của thôn lôi thú mới có tỷ lệ nhất định sản sinh ra loại linh dịch này. Cũng nhờ như thế mà trong lôi trì kim dịch mới có ẩn chứa chút lực lượng lôi pháp tắc. Để tạo ra loại linh tài trên, cần thời gian dài tích lũy và còn phải dựa vào thiên địa tạo hóa nữa. Người luyện đan muốn có được nó thì 10 phần vận khí chắc vẫn chưa đủ. Hàn Lập cũng đã đoán trước mọi thứ không hề dễ dàng nên tình huống hiện tại không làm hắn nản trí. Ngược lại loại đan dược này dùng những nguyên liệu có phẩm chất như thế thì khi luyện ra chắc chắn không hề tầm thường. Hắn chăm chú nghiên cứu đan phương, ghi khắc tất cả trong tâm khảm, cho tới khi đọc đến dòng văn tự cuối cùng thì lông mày không tự chủ nhảy lên một cái, lộ ra vẻ bất ngờ ngoài ý muốn dòng văn tự có nội dung đã là đạo đan phụ dược làm cơ sở để xác định phẩm chất đan dược chủ dược làm chất dẫn xác định thuộc tính của đạo đan không thay thế phụ dược thì phẩm chất không thay đổi chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau không thay thế phụ dược thì phẩm chất đan dược không thay đổi chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau hàn lập thấp giọng đọc câu văn này trong lòng có chút giật mình thì ra với đan phương đạo đan nếu giữ nguyên các loại phụ dược và thay đổi tài liệu chính ẩn chứa lực lượng pháp tắc thì sẽ thay đổi được thuộc tính pháp tắc của đan dược nói một cách đơn giản hơn nếu với đan phương hắn đang có trong tay thay thế lôi trì kim dịch bằng một loại linh tài có chứa pháp tắc thủy thuộc tính loại trọng thủy thì có thể luyện chế ra đạo đan trọng thủy thuộc tính còn nếu thay thế thành tinh hạt có chứa lực lượng thời gian pháp tắc thì đương nhiên cũng sẽ luyện chế ra thời gian đạo đan nhưng phía sau dòng văn tự kia cũng có nhắc nhở mỗi loại nguyên liệu trong đan phương được đề xuất cũng đã có cân nhắc nhất định nếu thay đổi chủ tài liệu thì tất nhiên cũng có cơ hội luyện chế ra đạo đan nhưng tỷ lệ sẽ khác biệt rất nhiều đối với việc này hàn lập lại không quá quan tâm lâu nay hắn luôn muốn thông qua chân môn bảo luân để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nhưng mãi vẫn chưa thể tìm ra đầu mối bây giờ biết được đan phương này có thể giúp hắn luyện chế ra thời gian đạo đan như vậy cũng đã đủ rồi hàn lập cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng thu hồi chân môn bảo luân rồi cất kỹ miếng ngọc sau đó lật tay lấy ra tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh đeo lên mặt linh dược ghi chép trên đan phương loại nào cũng là chân phẩm thế gian hiếm có khó tìm muốn thu thập đầy đủ không phải là chuyện ngày một ngày hai là làm được. Đầu tiên hắn muốn thử vận may tìm kiếm trong vô thường minh, nếu có được thì tốt nhất, còn không đành đặt ra nhiệm vụ tìm kiếm rồi từ từ tính tiếp. Linh thạch trên người hắn đã không còn mấy, tiên nguyên thạch vẫn còn nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên đối với những loại linh dược này hắn yêu cầu rất thấp, chỉ cần đúng chủng loại, cho dù là hạt giống hắn cũng nguyện ý thu mua. Một đoàn thanh quang sáng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn to lớn. Ánh mắt Hàn Lập chăm chú nhìn lên cột các loại vật phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Mấy ngày sau trong linh dược viên ở động phủ đã có thêm mấy loại linh dược, hầu hết đều là mầm mon chưa tới 10 năm tuổi, cá biệt có hai loại chỉ là hạt giống còn chưa nảy mầm. Chương 278, hồi tưởng. Nửa ngày sau, bên trong mật thất, kim quang đầy phòng, Hàn Lập không ngồi xếp bằng mà có chút khẩn trương đứng thẳng bên cạnh bồ đoàn. Sau lưng hắn, chân ngôn bảo luân đang nhanh chóng xoay tròn, hào quang mãnh liệt, con mắt dọc màu vàng kim thình lình mở ra, phóng ra một mảnh kim sắc quang mang về phía trước. Hôm nay nếu như phát hiện thời gian đạo văn trên bảo luân có thể khôi phục, hắn tự nhiên nghĩ đến những chuyện liên quan đến tăng nhân tai to thấy trong quang bích ngày trước. Tuy lần trước mình trộm đạo tựa hồ bị đối phương phát hiện, nhưng dù đối phương thần thông quảng đại, chắc cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu qua hình ảnh để tìm gây phiền toái cho mình a. À. Hàn Lập nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, lấy tiểu bình màu xanh để trong ngực ra, đặt nó giữa kim quang kết quả tiểu bình màu xanh sẫm vừa mới chạm kim quang, lập tức từ từ bay lên, ở giữa không trung nở rộ lục quang chói mắt, một cỗ man lực vô hình lập tức từ trong tuôn ra. Hàn lập lúc này sớm đã chuẩn bị, hai tay giao trước người, thân thể dịch chuyển về phía sau hơn một trượng mới dừng lại. Trên chân ngôn bảo luân sau lưng, hào quang 108 đoàn thời gian đạo văn tỏa sáng, lần nữa rời lưng hắn, bay đến gần trường thiên bình, tỏa sáng như mặt trời. Chỉ chốc lát sau, ở giữa chân thực chi nhãn kim quang bay vụt ra, Tiểu bình màu xanh tuôn ra cột sáng lục sắc, trực tiếp xé rách hư không thành một đường. Theo đó một mảnh tinh quang từ hư không chảy ra, bên trong mật thất rất nhanh xuất hiện một quang bích óng ánh, phát ngang trước mặt Hàn Lập. Cảnh tượng trong quang bích thập phần mơ hồ, cũng không có chút thanh âm nào truyền ra, nhưng Hàn Lập đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tự nhiên không lo lắng chút nào, lẳng lặng chờ thời gian đạo văn trên chân luân từng đoàn ảm đạm xuống. Hình ảnh nhìn thấy càng ngày càng rõ, hô hấp của Hàn Lập cũng dồn dập lên vài phần. Mấy hơi thở sau ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía Quang Bích, lập tức ngẩn người. Bởi vì lần này, bên trong Quang Bích hiện ra hình ảnh khác trước rất lớn. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn, bên trong là một thế giới núi lửa trải rộng cực lớn. Bầu trời nơi đó đen xì như mực, mây đen che kín nửa phiến thiên không, bên trong tầng mây mơ hồ có ánh sáng màu đỏ như máu chấp động, phía dưới từng toàn núi lửa vạn trượng đang phun trào, chỗ miệng hỏa sơn tuôn ra cuồn cuộn khói đen nồng đậm, như chạm đến tầng mây. Nham thạch màu đỏ tươi nóng bỏng chảy từ chỗ sơn khẩu phun ra ngoài, tụ tập thành dòng sông nham thạch dài hơn trăm trượng, từ bốn phương tám hướng chảy xuống dưới, tụ hợp thành một hồ nham thạch nóng chảy to lớn. Từ trong quang bích truyền ra oanh long long tiếng vang cực lớn, cả vùng đất đều đang kịch liệt phập phồng, một khe rãnh cực lớn dài hơn ngàn trượng như mạng nhện phân bố dày đặc, không ngừng khuếch trương, phân cách, chia năm xẻ bảy đại địa. Vô số dị thú màu đỏ hình dạng như con run nhưng tráng kiện vô cùng bị văng tung tóe khi đại địa lật lại, Bọn chúng điên cuồng không ngừng móc động bùn đất, ý đồ một lần nữa chui vào trong đó. Thân thể của bọn chúng dây dưa, đan vào lẫn nhau, toàn bộ điên cuồng chuyển động, nhưng lại bị nham thạch nứt toác ra không ngừng đè ép, nhào nhào đứt gãy thành vô số đoạn. Những dị thú này tựa hồ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, dù cho thân thể đứt gãy, vẫn ương ngạnh dẫy dụa, tìm cách chui vào bùn đất. Nhưng mà, dòng sông nham thạch sớm đã chảy tới, chảy vào trong khe nứt, bao phủ toàn bộ những dị thú này, khiến chúng bị hòa tan, tan thành mây khói. Hàn Lập đứng tại chỗ, nhìn xem cảnh tượng thế giới man hoang tận diệt, trong lòng rung động không thôi, hai tay siết chặt, bất chi bất giác đã thấm đầy mồ hôi. Vào lúc này, phốc một tiếng vang đột nhiên truyền đến, một đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân chợt nhảy dựng rồi nhanh chóng ảm đạm, biến thành màu sắc u tối. Một thời gian sau, ước chừng hơn phân nửa đạo văn đã ảm đạm, không còn sáng nữa. Hàn Lập lập tức khôi phục tinh thần, nhớ tới mục đích mở ra quang bích lần này. Nhưng mà, lần này bên trong quang bích lại xuất hiện thế giới hoàn toàn khác biệt lúc trước ngược lại làm hắn có chút trở tay không kịp đã như vậy vậy thì dứt khoát thử nhìn một chút hàn lập trong lòng nghĩ như vậy đưa tay vỗ túi linh thú bên hông thanh quang lóe lên hư không xuất hiện một đầu liệt vẫn yêu lang con thú này mới vừa xuất hiện ánh sáng màu xanh trên thân lập tức lóe lên tính bỏ chạy hàn lập thò tay ra túm lấy một miếng da lông trên cổ ném nhẹ về hướng quang bích yêu lang điên cuồng vặn vẹo thân hình nhưng thân bất do kỷ đụng vào trên quang bích hào quang chấp động như lọt vào một tầng bích trướng vô hình xuyên thấu qua rồi rơi xuống nó vừa rơi xuống đất lập tức xoay người một cái thân thể hồi phục nhìn về phía hàn lập bên này nhe răng gầm nhẹ quả nhiên có thể hàn lập thấy thế trong lòng vui vẻ quang bích này quả nhiên là có thể xuyên qua đấy nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo hắn phát hiện đầu yêu lang kia thân da lông bắt đầu từ xanh đen chuyển thành màu xám trắng đôi mắt sáng cũng ảm đạm thật nhanh sau mấy hơi tuổi thọ yêu lang phảng phất như già hơn gần nghìn tuổi. Ngay sau đó, da thịt yêu lang toàn bộ hủ hóa, lộ ra một bộ khung xương màu trắng hoàn chỉnh, tiếp theo lại biến thành cho tàn, bị gió cuốn đến liền tan biến không còn dấu tích. Phốc một tiếng lại vang lên, trên chân ngôn bảo luân lại có một đoàn thời gian đạo văn mở đi. Lần này Hàn Lập không nhìn chân ngôn bảo luân, mà nhìn qua nơi thân thể yêu lang biến mất, rơi vào trầm tư. Sau một lát, cổ tay hắn run lên, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một thủy hoa kính có hai màu xanh hồng, lớn cỡ lòng bàn tay. Kính này phẩm cấp không cao, chỉ là một kiện pháp khí cấp thấp, có thể phóng thích ra sóng nước và hỏa diễm, uy năng công kích tuy thấp nhưng hắn chúng không có bán đi, ngay chính hắn cũng không nhớ nổi là có được khi nào nữa. Bàn tay hắn nhấc lên ném nhẹ, thủy hỏa kính kia liền bay một đường cong rơi xuống quang bích. Giống như đầu yêu lang kia, thủy hỏa kính cũng không chịu chút trở ngại nào, ngay khi chạm đến quang bích, hào quang lóe lên liền xuyên qua bên kia. Hàn lập hai mắt ngưng tụ, trong mắt sáng lên lam sắc quang mang, Minh Thanh Linh Mục bắt đầu vận chuyển. Hắn muốn thấy rõ vật sau khi xuyên qua quang bích, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thủy hỏa kính vừa xuyên qua bên kia, chưa kịp rơi xuống đất, mặt ngoài lập tức hiện lên hào quang hai màu xanh hồng mãnh liệt, phảng phất như có người thúc giục, sắp sửa tuôn ra sóng nước và lửa. Nhưng sau một cái chớp mắt, chợt nghe phanh một tiếng vang nhỏ, hào quang trên thủy hỏa kính kịch liệt lóe lên, trực tiếp nổ tét ra. Điều làm Hàn Lập cảm thấy kinh dị vạn phần là mảnh vỡ nổ bể ra từ thủy hỏa kính không biến thành cặn bã, mà hóa thành một đoàn xương mù màu sắc rực rỡ từ chỗ nổ tung bốc lên, rất nhanh có rút ngưng tụ lại thành hơn 10 loại tài liệu khoáng thạch màu sắc khác nhau, rơi xuống đất. Những tài liệu này Hàn Lập không xa lạ gì, trong đó số lượng nhiều nhất có hai loại, một loại màu lửa đỏ là diễm linh thạch, một loại khác màu xanh u sắc là nguyên thủy thạch. Hai loại khoáng thạch này đúng là tài liệu chính luyện chế thủy hỏa kính, mà các tài liệu khác đều là tài liệu phụ trợ luyện chế bảo vật này trở lại như cố thành linh tài luyện chế rồi hàn lập đôi mắt sáng ngời kinh ngạc tán thán vừa dứt lời những linh tài khoáng thạch đã phân giải ra nhanh chóng trong suốt hư hóa giữa không trung cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy cùng lúc đó trên chân ngôn bảo luân không sai biệt lắm có hơn phân nửa đạo văn trở nên ảm đạm không còn ánh sáng sau đó hắn lại thử lấy linh thạch thậm chí tiên nguyên thạch những vật này ném vào quang bích kia nhưng chỉ thấy những vật này sau khi hạ xuống, rất nhanh hòa thành một thể với mặt đất, tiếp theo mất hết linh lực, đồng hóa cùng đại địa, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Thời gian trôi qua, thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân tốc độ ảm đạm càng lúc càng nhanh, ở giữa không trung không ngừng có tiếng phốc phốc vang lên. Lông mày hàn lập nhíu chặt nhìn quang bích trước mặt và thế giới tận diệt phía sau, đột nhiên bàn tay khẽ chuyển, thình lình lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, nắm trong tay. Hắn thoáng lui về sau một bước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên cao, chém một cái về phía quang bích. Chỉ nghe một tiếng như rồng ngâm vang lên, trường kiếm màu xanh sáng lên một đạo kiếm quang trong trẻo như nước mùa thu, từ trên kiếm bay ra, chém về hướng quang bích. Sau khi vung kiếm, Hàn Lập cũng không thu tay lại, mà hai đầu gối hơi cong, một tay đưa ngang kiếm về phía trước, làm ra tư thế đón đỡ, một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay mơ hồ có lôi điện kim sắc nổi lên, tập trung phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Vùn vụt, thanh âm như tiếng gió thổi nhẹ lướt qua đạo kiếm quang kia lập tức rơi vào trên quang bích không như tưởng tượng là quang bích sẽ văng tung tóe cùng kiếm quang bắn ra bốn phía càng không có quang bích sụp đổ sau đó không gian sẽ bị nhìn nát chỉ có một tiếng gió vang lên mặt ngoài quang bích một hồi sóng nhỏ nhộn nhạo đạo kiếm quang kia liền trong nháy mắt biến thành vô hình mặt ngoài quang bích khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt kim luân trên đỉnh đầu hàn lập lóe lên một đoàn đạo văn cuối cùng sau đó ảm đạm xuống một đạo ánh sáng sáng lên từ trên quang bích phanh một thanh âm vang lên quang bích trước mặt liền tán loạn hóa thành từng điểm ánh sáng tiêu tán ra vết nứt không gian cũng theo đó được lấp đầy chân ngôn bảo luân không còn hào quang thời gian đạo văn nên mở đi vài phần chậm rãi bay vào trong cơ thể hàn lập biến mất không thấy nữa trường thiên bình treo giữa không trung hào quang cũng thu vào co lại thành bộ dạng ban đầu từ không trung rơi xuống hàn lập đưa tay bắt lấy buộc lại treo trên cổ giấu vào trong áo lúc này hắn đang ở trong mật thất triệt để khôi phục bình tĩnh hàn lập khoanh chân ngồi xuống lấy ra một viên đan dược vàng óng nuốt vào nhắm mắt điều tức vừa rồi duy trì chân môn bảo luân cùng chân thực chi nhãn thực hao phí phần lớn tiên linh lực làm cơ thể hắn cảm thấy có chút khốn cùng bất quá so sánh với bộ dáng chật vật lần trước tự nhiên là tốt hơn gấp trăm lần sau hồi lâu hàn lập mở mắt ra cười khổ một tiếng tự an ủi mình xem ra sự tình quang bích giống như lần trước cuối cùng là bằng vào cơ duyên may mắn, có được một lần thì chưa hẳn có lần thứ hai. Mà thôi, kế tiếp nên an tâm thu thập linh dược luyện đan, tiếp tục tăng tiến tu vi, khôi phục đạo văn a. Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi mật thất, đi ra ngoài động phủ. Chương 279, mẫu đậu nảy mầm. Một ngày mấy năm sau, phía bắc cổ vân đại lục, một mảnh trắng xóa trên băng phong hải vực, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Tiếng gió thổi cuồng bạo đau cả màng nhĩ làm tuyết bay đầy trời nuốt trọn cả phiến thiên địa bầu trời buông xuống mây đen màu xám một đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung thân hình người đó cao lớn mặc áo bào xanh trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đầu trâu màu xanh đúng là hàn lập hẳn là chỗ này hàn lập lẩm bẩm một câu thanh âm lại bị gió tuyết át đi tay hắn vung lên một đạo ánh sáng màu xanh lướt gấp ra hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh phóng thẳng xuống tầng băng dưới mặt biển phi kiếm vừa mới bay ra thân ảnh Hàn Lập cũng theo sát phía sau, rơi xuống. Chỉ nghe khen một tiếng kêu sắc nhọn, trường kiếm màu xanh đâm vào mặt băng, dễ dàng phá vỡ ra một vết rách, sau đó chui xuống dưới nước. Thân ảnh Hàn Lập theo đó chấp động một cái nhảy vào dưới mặt biển. Phía trên phiến hải vực, âm thanh gió tuyết không che giấu được tiếng ken két không ngừng vang lên, phiến băng đóng không biết bao nhiêu năm tháng trên mặt biển xuất hiện một đạo khe nước cực lớn kéo dài ngàn dặm, lan tràn ra, không hề đứt đoạn. Hàn Lập sau khi xuống nước liền đọc một thần chú tị thủy, một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ hắn cùng với trường kiếm phía trước, cấp tốc phóng tới đáy biển. Ước chừng một khắc sau, thân hình hắn mới ngừng lại, đáp vào chỗ sâu dưới đáy biển, bên cạnh động khẩu một ngọn núi lửa. Trường kiếm màu xanh đâm vào mặt đá dưới đáy biển, làm lóe ra ánh sáng màu xanh. Trước miệng hỏa sơn là một mảnh u ám, không tản mát ra một chút khí nóng, có thể là một ngọn núi lửa không hoạt động, hoặc là đã nằm lặng yên không biết bao nhiêu năm tháng rồi hàn lập đi đến phía trước rút trường kiếm màu xanh từ trên mặt đất ra nghe một tiếng keng mũi kiếm mang theo một đạo thanh quang khiến nham thạch bên cạnh miệng núi lửa vỡ ra một chút từ bên trong lộ ra một mảnh hoa quang màu vàng kim hàn lập cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay run lên thanh quang lay động một hồi vô số kiếm ảnh màu xanh thật nhỏ rậm rạp chằng chịt bay vút ra chém toàn bộ nham thạch chung quanh miệng hỏa sơn theo tầng thạch bì quấn bám vào miệng núi lửa toàn bộ nham thạch xung quanh bong ra từng mảng hiện ra một mảnh hoa quang màu vàng kim có chút chói mắt, lập tức đem đáy biển đen tối vô cùng chiếu sáng hoàn toàn. Chỉ thấy bốn phía miệng hỏa sơn, phân bố dày đặc từng kim cầu hình bầu dục như thú noãn, lớn cỡ nắm tay. Vật ấy tên là kim long đảm, là một loại linh dược luyện đan hết sức đặc thù. Nó không phải thảo mộc, không phải cốt thú, cũng không thuộc về khoáng thạch, mà là ba thứ này kết hợp. Nó vốn là một loại sinh vật dưới đáy biển tên là hải long đảm. Sau khi chết tầng ngoài của di hài dần sinh ra một tầng cỏ xỉ rêu, về sau ngoài ý muốn lại bị dung nham núi lửa vùi lấp, trải qua ít nhất vạn năm phát triển mới có thể trở thành kim long đảm. Thuốc này bởi vì có ba nhóm thuộc tính, cho nên thường được dùng để điều hòa các loại dược tài, có thể thấy trên rất nhiều đan phương. Hàn lập vốn sẽ không nhận loại nhiệm vụ thu thập thông thường này, nhưng hắn sắp luyện chế đan dược địa giai cũng cần có kim long đảm, liền dứt khoát nhận nhiệm vụ này từ vô thường minh, có thể kiếm được một khoản thù lao, lại có thể cho mình sử dụng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hiện nay, hắn không chỉ tích góp từng tí một linh tài luyện chế đan dược, đồng thời cũng phải chuẩn bị để luyện chế đạo đan, nên cần có số lượng lớn linh thạch và tiên nguyên thạch, có thể dùng giá trên trời để hình dung, nên đành phải lần nữa hóa thành cuồng nhân, điên cuồng nhận nhiệm vụ tại vô thường minh. Tính cả nhiệm vụ này, ngắn ngủn mấy tháng đến nay, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ tư rồi. Sau khi thu thập xong, hắn như ngựa không ngừng vó phi thân bay lên trên mặt biển cấp tốc mà đi. Mười năm sau, trong một sơn cốc hẹp dài không biết tên, ba bốn thân ảnh đầu mang mặt nạ thú từ hai bên mỏm núi đá hạp cốc nhảy xuống bọn họ nhìn dị thú dữ tợn đang nằm trong cốc hấp hối đứng bên cạnh là một bóng người cao lớn hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới lần này nhận nhiệm vụ chém giết yêu thú chân tiên sơ kỳ liền hoàn thành dễ dàng như vậy vốn là lúc trên đường tới bọn họ còn có chút không để ý tới nam tử cao lớn này người này một mực trầm mặc ít nói không muốn tham dự kế hoạch bàn chuyện vây bắt của bọn họ thực không ngờ rằng về sau người này liền bảo phát chiến lược kinh người cơ hồ là chỉ dựa vào lực lượng một người liền bắt đầu yêu thú lại ngược lại để cho bọn họ lúc trước an bài đủ loại kế hoạch trên đường toàn bộ rơi vào phá sản hiện có chút buồn cười bất quá buồn cười thì cũng chỉ là buồn cười nghe nói người này danh hiệu là giao thập ngũ là thành viên rất có thực lực nhất là về sau chứng kiến hắn ra tay lăng lệ ác liệt sát phạt quả quyết trong lòng những người này cũng cảm thấy kính sợ hàn lập ngược lại không phải là thật sự thích khoe khoang làm người khác chú ý đến mà hắn thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhiệm vụ lần này giao phó xong, hắn còn muốn trong vòng một tháng chạy tới Đông Lưu Hải vực thực hiện nhiệm vụ kế tiếp. Thời gian nhoáng một cái đã qua 30 năm, một ngày này, xích hà phong vào lúc mặt trời lên, chiếu dọi lên trên núi một mảnh ấm áp, bất quá phủ đệ hàn lập lại có chút vắng vẻ. Hai người tôn bất chính và mộng vân quy sau khi phá cảnh thành công, không lâu lắm đã được hàn lập phái ra ngoài tìm hạt giống linh dược. Sau đó, mộng thiền thiền cũng dùng danh nghĩa đi ra ngoài du lịch, đã rời khỏi xích hạ phong. Lúc rời đi, nàng mang theo niệm vũ, làm cho đầu song thủ sư ưng thú kia giàu dĩ không vui trong thời gian dài. Trong mật thất động phủ, một mảnh ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm xuống, hiện ra thân hình hàn lập. Hắn chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống, thu vào. Hắn vừa rồi giao phó một cái nhiệm vụ, nhận được một khoản thù lao tiên nguyên thạch thật, thật tốt, ước chừng hơn 100 miếng. Chỉ là hôm nay đối với nhu cầu của hắn cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Sau khi ra khỏi phòng, thân hình hắn chuyển một cái, lại đến dược điền trong động phủ. Chỉ thấy trong dược điền đủ loại linh thảo với mọi màu sắc. Khu vực bên trái trồng các loại cây linh thụ dây leo uốn lượn, leo lên trên giá gỗ, chỉ đợi niên đại đầy đủ là có thể sinh ra linh quả. Mà bên phải linh điền, mây tía tràn ngập, khắp nơi hòa hợp hương thơm hoa cỏ, hoa nhỏ nở đầy rậm rạp chằng chịt. Bên trong linh điền sinh cơ giạt rào, tràn đầy bừng bừng sức sống, chỉ có góc tây nam bên kia có chút ngoại lệ bên đó trống rỗng chỉ có thể nhìn thấy đất đai màu xám đen không thấy bất luận linh dược nào phảng phất một mực bị bỏ hoang cho tới bây giờ cũng không gieo trồng loại nào ánh mắt hàn lập mỗi lần quét qua chỗ đó cũng chỉ lưu lại một chút rất nhanh liền rời đi chỗ khác nhưng hôm nay khi hắn đưa mắt nhìn về phía đó trong lòng khẽ động thình lình phát hiện có chỗ không giống trước hắn khẽ nhướng mày vội vàng chạy dọc theo bờ ruộng đi đến bên cạnh khu vực kia sau khi nhìn thoáng qua lại nhảy vào bên trong ruộng dẫm lên phần đất có chút tơi xốp, đi vào chính giữa linh điền, ngồi trồm hổm xuống. Ngay trước hai chân hắn, một khối đất màu xám lớn chừng quả đấm, chính giữa có một đạo mầm nhỏ xanh nhạt như giá đỗ, từ trong bùn đất chui ra ngoài, nhưng về một bên so với mặt đất. Nhìn nó có vẻ gầy yếu nhưng trên thực tế tràn đầy sức sống, vốn không phải vật của hắn, đúng là miếng mẫu đậu kia. Vậy là, này mầm, Hàn Lập có chút bất ngờ nói, trăm năm trước vừa gieo xuống mẫu đậu này, hắn thường xuyên dùng lục dịch đổ vào, nhưng về sau bởi vì luyện chế tinh hạt, còn tưới vào linh dược khác, lục dịch lại thập phần khan hiếm, mà mẫu đậu thủy chung không có dấu hiệu nảy mầm, hắn liền tạm ngừng không tưới vào nữa. Không nghĩ tới hôm nay trở lại thăm, vậy mà nó đã lặng yên nảy mầm không một tiếng động. Hàn lập cẩn thận quan sát một lát, liền phát hiện phía trên hai lá mầm non nớt của cây đậu, mọc lên một vòng màu ám kim, mơ hồ, có vẻ rất kỳ dị. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, bàn tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một quyển sách mỏng màu vàng cẩn thận lật xem một lát, vẻ nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng ngày càng đậm, nhịn không được tự lẩm bẩm không đúng. Làm sao lại không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của hô môn trưởng lão? Xem xét hồi lâu, hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác, đành phải rời khỏi vị trí, vẽ lại toàn bộ đường vân ám kim trên cánh lá, sau đó quay người rời khỏi động phủ. Ước chừng một canh giờ sau, một đạo thanh quang từ trên không trung bay vút xuống, đáp xuống dưới một ngọn núi. Ngay chỗ ánh sáng màu xanh hạ xuống, thân ảnh Hàn Lập hiện ra, trước mặt hắn cách đó không xa, tọa lạc một cái sân với diện tích khá lớn, chính giữa cánh cửa treo một tấm biển sơn son, viết bốn chữ to rồng bay phượng múa bách tử sơn trang. Hàn Lập liếc qua bốn chữ to ngã trái ngã phải như đã say bí tỉ kia, đang muốn tiến lên, liền thấy đại môn phủ đệ bỗng nhiên khẽ động, bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng đẫy đà đang từ trong đi ra, trên mặt trang điểm nhẹ, một đầu tóc mây đen được một sợi tơ xanh vén lên thật cao, toàn thân lộ ra một vẻ vũ mị hàm xúc thú vị khiến người khác say mê. Nàng này không ai khác chính là sư phó Bạch Tố Viện, một trong 13 kim tiên đạo chủ, là Vân Nghê đạo chủ. Bất quá, lúc này trên mặt nàng đang tức giận, vội vàng đi ra bên ngoài. Hồ môn lão đầu mặc đạo bào xám trắng, lưng đeo hai cái hổ lô, đi theo sau lưng nàng, muốn tiến lên trước nói gì đó, tựa hồ lại có chút nói không nên lời, thần thái có chút lúng túng. Mà ngay lúc hắn đứng dưới thềm đá nhìn thấy, thần sắc lão càng thêm lúng túng, trong lúc nhất thời ngừng ngay tại chỗ không đuổi theo nữa sắc mặt phân nghê bất thiện lúc đi qua hàn lập cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái trực tiếp bay vút lên hóa thành một đạo hồng quang bay xa hàn lập đứng ở bậc thang chứng kiến hô môn đạo nhân đang nhìn lên bầu trời có chút thất thần liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lão lập tức khôi phục tinh thần lại một bên quay người trở về trong phủ một bên ra vẻ bình tĩnh có chút dấu đầu lòi đuôi mà tự giải thích ai gần đây tông môn có chút công vụ bề bộn ha ha hồ ngôn trưởng lão một ngày lo vạn sự, đều là việc công vụ vãng lai. Hàn lập gật đầu cười nói, ừ, cơn gió nào đem tiểu tử ngươi đến đây, sự tình lúc trước ta đã nói rồi, lão phu gần đây cũng không có rượu cho ngươi uống a. À. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu, liếc qua hàn lập, lại hỏi. Vài ngày trước, vãn bối trong lúc chấp hành nhiệm vụ, vừa đúng lúc nhận được một vò rượu ngon, nghe nói chính là dùng 67 vị linh dược chân quý điều chế thành. Đây không phải là liền nghĩ đến hô ngôn tiền bối sao. Hàn Lập mỉm cười, đan thủ khẽ đảo, trong tay liền nhiều hơn một cái vỏ rượu màu đỏ, đưa tới. Ước, tính ra tiểu tử ngươi có chút lòng thành, nhanh để lão, khục, ở đây nhiều người lắm miệng, đi vào trong nói chuyện đi. Hồ Môn Lão Đầu nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp theo nhìn chung quanh, nói ra có chút mất tự nhiên. Chương 280, Đậu binh biến dị. Hàn Lập và Hồ Môn Lão Đạo một trước một sau đi vào trong phủ đệ, đi qua một khoảng sân nhỏ, qua góc hành lang rồi vào trong thính đường tiếp khách hai người chia chủ khách xong bèn ngồi xuống. Chả mấy chốc có một tên người hầu tuổi còn trẻ đi vào trong sảnh, châm chén trà cho hai người. Hồ ngôn đạo nhân không thèm nhìn chén trà, bàn tay vung lên, một chén rượu lưu ly nhỏ liền bay ra. Lão tự rót cho bản thân một chén, ngẩng đầu một hơi cạn sạch. Cẩn thận cảm nhận hương vị rượu, thần sắc lão đầu say mê, chẹp miệng một hồi lâu mới thở ra một hơi, có lời khen ngợi. Không mau tử này quả nhiên đủ kinh đạo, tiền bối, người từng uống loại rượu này. Hàn Lập nghe vậy khá bất ngờ, hỏi lại, hắc hắc, khi xưa lão phu vân du khắp thiên hạ, từng uống rượu này ở cực bắc đại lục Hoàng Lan nên cũng khá ấn tượng với loại rượu này, khác với các loại tiên tử khác, loại rượu này phải ngâm rất nhiều máu huyết và xương cốt yêu thú, rồi phong hũ trăm năm mới uống được. Sắc đỏ như máu, mạnh mẽ bá đạo, phàm nhân tất nhiên không uống được, dù là tu sĩ chúng ta, ha ha. Dưới hóa thần kỳ mà uống chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng mà với tiên nhân thì chả sao cả, Hồ môn đạo nhân thẳng thắn nhận xét, tạo nghệ phẩm tử của tiền bối, bình sinh vãn bối ít thấy, không thể không thán phục tự đáy lòng. Hàn lập mỉm cười, thốt lên, tiểu tử, bất định hót đi, có chuyện gì thì nói thẳng ra, xem phân lượng hồng mau tử thì chỉ cần không quá phận, lão phu sẽ đồng ý. Lão đầu vỗ vỗ vào vò rượu rồi đặt trên án kỷ, vừa cười vừa nói. Hôm nay, vãn bối tới thăm dược viên, vô tình phát hiện đậu binh lúc trước gieo đã nảy mầm, nhưng mà mầm này khác với những gì ngài ghi trong tâm đắc, vì vậy mà đặc biệt tới Thỉnh giáo Tiền Bối." Hàn Lập nói, "Hả, có gì khác? Hồ Môn nghe thấy có liên quan tới đậu binh thì tinh thần tỉnh táo lại ngay. Bên trên mầm đậu binh có đường vân ám kim kỳ quái." Hàn Lập đáp, "Đường vân như thế nào? Đưa ta coi thử." Cặp lông mày Hồ Môn đạo nhân nhíu lại, hỏi ngay. "Vãn Bối đã phục chế đường vân, kính xin Tiền Bối ngó qua." Dứt lời, Hàn Lập lật tay, lấy một trang giấy và đưa tới. Hồ môn đạo nhân cầm lấy xem một lát, khuôn mặt vui vẻ, đáp tiểu tử nhà ngươi có thể dẫm phải cứt chó rồi. Đậu binh của nhà ngươi đã xảy ra biến dị, sao lại biến dị, hàn lập nghi hoặc hỏi, yếu tố ảnh hưởng tới đậu binh biến dị nhiều lắm, nào là thủy nguyên, địa mạch, linh dịch chăm bón, phẩm chất đậu binh, v, v. Phải căn cứ tình huống cụ thể mới đoán định được, hồ ngôn đạo nhân giải thích, hàn lập nghe vậy, cúi đầu suy tư, chẳng lẽ có quan hệ tới lục dịch của tiểu binh, hay là vì ảnh hưởng của hỏa mạch dưới đất. Tuy nhiên, người đừng có mà cao hứng nhé. Đậu binh biến dị thuộc về tình huống không khống chế được, có khả năng tốt hơn, cũng có khả năng tệ đi rất nhiều, trông cả vào vận khí. Hô ngôn rót một chén, làm phát cạn sạch rồi bổ sung mấy câu. Thấy hô ngôn lão đầu cứ chén nọ nối tiếp chén kia mãi, hàn lập biết lão chắc đang có tâm sự, bèn không dám quấy dậy nữa. Nếu tạm thời đã không còn gì, thế thì không cần để ý tới nó nữa. Lần này đa tạ tiền bối nói cho biết, vãn bối xin được cáo lui luôn. Hàn Lập cúi đầu thi lễ, rồi xin lui. Đi đi, đi đi, Lão Phu muốn uống mấy chén nữa. Hồ Ngôn Đạo Nhân khoát tay, đáp lại. Hàn Lập gượng cười, rồi quay người rời đi. Hai ngày sau, trong mật thất động phủ, Hàn Lập lật tay, lấy mặt nạ đầu châu ra, đeo lên mặt. Sau đó một hồi hào quang sáng lên, một trận bàn thanh quang khổng lồ hiện lên trên vách mật thất. Sau khi xác định đậu binh biến dị không đáng ngại, Hàn Lập muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ vô thường minh để đổi lấy Linh Thạch. Ở mục nhiệm vụ phía bên trái trận bàn, lúc nào cũng có nhiệm vụ mới hiện ra, còn những nhiệm vụ đã hoàn thành thì được xóa bỏ. Thông thường trừ những nhiệm vụ thực đặc biệt ra thì liên tục biến đổi. Hàn Lập xem xét nhiệm vụ từ trên xuống dưới, khi nhìn tới giữa thì thấy một nhiệm vụ thập phần đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt là vì bình thường nhiệm vụ sẽ không nói rõ trước cụ thể nội dung, lần nào cũng là sau khi tập trung đủ mọi người thì người triệu tập mới nói cụ thể, nhưng mà lần này lại hơi khác thường, nói rõ luôn cả nội dung nhiệm vụ lẫn điều kiện tham dự nội dung nhiệm vụ lần này rất rõ ràng là bảo vệ một chỗ trọng yếu của thánh khôi môn khỏi sự xâm phạm của kẻ thù hàn lập cũng biết một vài thông tin về thánh khôi môn tông môn này nằm ở hải vực phía tây bắc hải dương lôi bạo khoảng cách tới đại lục cổ vân cũng không quá xa đây là một tông môn tầm trung nổi tiếng khắp vùng lân cận hải vực chuyên chế tạo và buôn bán khôi yối quy mô tất nhiên không thể sánh với trúc long đạo tuy nhiên vì tính chất đặc thù là chuyên giao dịch mua bán khôi lỗi với rất nhiều môn phái tiên gia nên tông môn này rất giàu có vượt xa những tông môn cung cấp. Thành viên tham gia nhiệm vụ này cũng có quy định giới hạn cụ thể. Thành viên vô thường minh có mặt nạ thanh sắc trở lên mới được quyền tham gia, từ chỗ này có thể nhận ra tính chất hung hiểm của nhiệm vụ này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, phần thưởng của thánh khôi môn lại rất hậu. Thù lao cho nhiệm vụ này gấp khoảng 10 lần so với nhiệm vụ bình thường, vì vậy với những kẻ đang khát linh thạch như Hàn Lập tất nhiên sẽ động tâm và lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Do vẫn còn dư giả chút thời gian mới đến ngày tập hợp làm nhiệm vụ nên Hàn Lập tranh thủ dùng chỗ linh dược tích lũy trước đó luyện ra hai lô đan dược, đồng thời cũng có những sự chuẩn bị khác dành cho chuyến hành trình Thánh Khôi môn lần này. Mấy tháng sau, phía tây nam đại lục cổ vân có một tòa thành nhỏ gần biển tên là thành Vọng Phong, do ở phía nam tiếp cận với hải dương lôi bạo nên khí hậu ở đây khá ấm. Đây là một trong vài chỗ ở đại lục cổ vân có thể cảm nhận được sự biến hóa đủ bốn mùa của thời tiết. Phía nam thành thông với vùng duyên hải có một con đường rộng khoảng 5 trượng, uốn khúc dẫn vào một khu rừng liễu màu xanh. Trong rừng, hoa cỏ mọc um tùm hai bên đường, cứ cách vài dặm lại có một tòa trường đình bằng gỗ được dùng làm chỗ nghỉ chân cho khách nhân. Lúc này, bán kính mấy dặm xung quanh tòa trường đình thứ ba nằm trong rừng được bao phủ bởi một màn xương trắng đậm đặc, nếu ở bên trong màn xương thì mắt không thể quan sát được vật ở xa quá một xích. Đứng trước lối vào trường đình là một vị phu nhân dáng vẻ tha thướt khác xa người thường, trên mặt nàng đeo mặt nạ hồ ly đỏ sẫm, toàn thân tỏa ra một vẻ mị hoặc và khí thức thần bí ở cách nàng không xa là một người mặc váy ngắn màu hồng cánh sen đó là một nữ tử eo thon nhỏ trên mặt nàng này là một cái mặt nạ thỏ màu xanh phủ đầy linh văn tuy không thấy được mặt hai nàng nhưng những nét đặc thù của nữ tử lộ ra ngoài cũng khiến lòng người có phần phấn chấn lúc này nhiều kẻ có vẻ đang ngồi nghiêm chỉnh trong trường đình nhưng kỳ thực thỉnh thoảng lại liếc trộm đúng lúc đó một đạo kim quang xẹt qua cánh rừng rồi hạ xuống nơi này kim quang xuyên thẳng qua màn xương dày đặc rồi hạ xuống mảnh đất trống bên ngoài trường đình. Khi hào quang thu lại, một bóng nam tử to mập xuất hiện. Kẻ này khoác trường bào rộng thùng thình màu đen, đeo một cái mặt nạ đầu hương màu xanh, chính là lân cửu. Vừa đáp xuống đất, gã liền bước tới thi lễ với vị phu nhân thướt tha kia với vẻ cung kính. Phu nhân chỉ khẽ gật đầu, hai bên không nghe mở miệng nói tiếng nào. Ngay sau đó, từ trên không trung ở phía đông, một đạo thanh quang lướt thẳng vào trong màn sương mù sau khi đáp xuống bên ngoài trường đình, xuất hiện một nam tử cao lớn mặc áo bào xanh. Chính là Hàn Lập, giao thập ngũ. Hai người vừa xuất hiện, đám người ở đó đều liếc nhìn qua. Tuy nhiên họ nhanh chóng rời mắt khỏi lân cửu, mà liếc nhìn giao thập ngũ thêm mấy lần. Dù sao tên tuổi của tên cuồng nhân nhiệm vụ ở trong minh cũng không nhỏ. Hàn Lập cũng chả thèm quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác mà quét mắt nhìn một vòng. Khi thấy mặt nạ thỏ màu xanh có chữ thập nhất trên mi tâm, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì người đeo tấm mặt nạ này không ai khác chính là Bạch Tố Viện. Do mặt nạ giúp ẩn giấu khí tức nên hắn không thể nhìn chính xác tu vi của nàng, tuy nhiên theo hắn dự đoán thì với Nguyệt Hoa Tiên Thể, sau trường ấy năm, nàng này giờ đây cao nhất cũng chỉ là tu sĩ đại thừa mà thôi. Theo lý thì với đẳng cấp của nhiệm vụ này, thực lực cỡ Bạch Tố Viện thì không có tư cách tham dự, vậy mà không hiểu sao nàng lại có mặt ở đây. Tuy nhiên, đó là những suy nghĩ đang ở trong đầu Hàn Lập, ngoài mặt hắn không lộ ra bất kỳ vẻ gì bất thường hắn tiến tới thi lễ trình diện với vị phu nhân đeo mặt nạ hồ ly cầm đầu, sau đó khai gật đầu với lân cửu là kẻ có duyên gặp gỡ mấy lần, rồi bước tới ngồi xuống khoanh chân, nghỉ ngơi điều tức, cũng không nhìn bạch tố viện. Bạch tố viện thì không nhận ra hàn lập, trước giờ nàng chỉ thấy khuôn mặt đã được hàn lập dùng mặt nạ huyễn hóa ra chứ chưa thấy mặt nạ đầu trâu của hắn bao giờ. Tuy nhiên nàng cũng có nghe qua về tên cuồng nhân nhiệm vụ này nên cũng nhìn hắn mấy lần bằng ánh mắt tò mò, hai mắt nàng chấp chấp, chẳng biết là đang nghĩ gì sau đó khoảng một khắc lại có thêm hai người khác kéo nhau tới lúc này lân tam quét mắt liếc một vòng rồi nói với mọi người trong trường đình tốt đã đủ nhân số việc này không nên chậm trễ mau lập tức xuất phát tiến về thánh khôi môn những chi tiết của nhiệm vụ sẽ được ta phổ biến kỹ trên đường đi mọi người nghe thấy vậy liền đồng loạt đứng dậy rời khỏi trường đình hàn lập phát hiện ra ngoài lân cửu thì cũng có vài tên nữa đã từng làm nhiệm vụ chung với mình trước đây nên cũng khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi Lân Tam vung tay lên, một đám phấn hoa màu bạc bung ra như một dáng mây chiều ánh bạc cuộn tròn. Một chiếc linh chu màu trắng bạc hình loan nguyệt xuất hiện lơ lửng giữa không trung, ngân quang phát ra lấp lánh. Linh chu dài cỡ 3, 40 trượng, mặt ngoài khắc đầy những phù văn huyền ảo khó hiểu, toàn thân tỏa ra từng đợt hào quang ngân sắc không ngừng xoay quanh tứ phía tả hữu trên dưới. Hiển nhiên đây là một kiện linh bảo phi hành có phẩm cấp không thấp. Cả người nàng lóe lên một cái, tung mình lên không rồi đáp xuống bong thuyền. Những người khác thấy vậy, tuy trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ nhưng cả bọn đều giữ im lặng, cùng nhau phi thân lên Linh Chu. Dù sao những người này đều thường xuyên qua lại trong vô thường minh, thỉnh thoảng tham gia vài nhiệm vụ cùng thành viên cao cấp trong minh. Vì vậy, họ đều có kiến thức về những loại linh bảo quý hiếm, nhìn nhiều nên cũng không thấy lạ nữa, với lại họ đều là loại người thâm trầm nên đương nhiên trên mặt không lộ ra biểu hiện gì. chương 281, Thánh Khôi Môn, trên loan nguyệt linh chu màu trắng bạc có một tòa lầu các ba tầng trắng muốt trông như được chạm trổ từ băng đá. Phía trên có khắc các loại hoa văn tranh họa chim cá, cùng với đủ loại phù văn huyền bí. Tầng một là các tính thất, chư vị đạo hiếu có thể tự chọn cho mình một gian để sử dụng. Ba ngày sau, mọi người tập hợp tại đây, ta sẽ giải thích trước nhiệm vụ lần này, có điều tình huống cụ thể ta biết cũng không nhiều, phải đợi đến thánh khôi môn mới biết rõ. Lần tam phân phó qua loa cho mọi người một tiếng, thân hình liền phiêu bồng lướt đi chỉ thấy nàng đạp bước hư không, dưới bàn chân hư ảnh tuyết liên hoa tầng tầng nở rộ, phảng phất như đón đỡ bước chân nàng. Nàng đi tới tầng 3, đẩy cửa bước vào trong, Hàn Lập nhìn lên tầng 3, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mặt nạ lân tam đang đeo là màu đỏ, giống với dao tam năm đó, ở vô thường minh so với màu xanh thì cao hơn một bậc, tuy không có cách nào dò xét ra khí tức tu vi đối phương, nhưng hắn cảm giác lân tam có thể là tu sĩ cảnh giới kim tiên. Nếu thật dẫn đội bởi tu sĩ cảnh giới kim tiên, chỉ sợ nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ, bản thân cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lúc này, thân hình cao lớn của lân cửu đã đi tới bên cạnh, vừa cười vừa nói, ha ha. Không nghĩ tới đạo hữu giao thập ngũ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, ta và ngươi đúng thật là có duyên. Phần thưởng nhiệm vụ lần này thật sự phong phú, tại hạ không thể không động tâm được. Hàn lập cười trả lời, nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, hẳn là đạo hữu cũng chú ý tới chứ. Lân cửu hỏi, lân cửu đạo hữu ám chỉ tình huống tuyên bố nhiệm vụ, cùng với thủ lao cao có chút không hợp với lẽ thường sao hàn lập gật đầu hỏi không sai khôi lỗi mà thánh khôi môn chế tạo luôn luôn phẩm chất cực cao cực kỳ linh tính được rất nhiều tông môn khác chú ý cho nên có quan hệ với các tông môn khác không tầm thường nghe nói linh thường tông tông chủ và phục giáp sơn sơn chủ cùng với thánh khôi môn môn chủ thường xương huynh gọi đệ theo ta được biết lần này chống đỡ ngoại địch bọn họ lại không tìm những tông môn này mà lại tìm đến vô thường minh lân cửu nói một mạch có lẽ lần này thánh khôi môn gặp phải phiền toái không nhỏ những thế lực nhỏ đó chưa hẳn có thực lực này a à. bất quá những chuyện này chúng ta không cần quản nhiều chỉ là nhận tiền của người thay người gánh họa mà thôi hàn lập cười cười điệu bộ không thèm quan tâm cũng đúng nói gì đi nữa thánh khôi môn này quả thật rất giàu có miễn thù lao không ít là được gần đây tại hạ quả thực thiếu chút tiên nguyên thạch đấy ha ha lân cửu vừa cười vừa nói hai người cũng đã suy đoán ra thân phận của nhau nhưng không ai vạch trần, chỉ là thuận miệng cùng nhau nói chuyện phiếm, thậm chí nhiệm vụ lần trước đưa đến phong ba, đều ăn ý không nói lời nào, cứ như hai người chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ lần đó. Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu khẽ chấn động, Phú văn quanh thân lấp lánh, vang lên một tiếng xé gió gay gắt, bay ra bờ biển cổ vân đại lục, sau đó bay vút về phía tây nam. Mọi người bên trên Linh Chu, giờ phút này cũng nhao nhao đi vào lầu các tầng một, mỗi người tìm một gian tĩnh thất đi vào, đóng cửa lại. Rất nhanh, Lần cửu cũng trở về lầu các, trên bong thuyền chỉ còn lại một mình hàn lập, đứng dựa vào lan can, nhìn về phía xa. Chỉ thấy phía dưới hải vực, chỗ gần bờ biển, nước biển có vẻ hơi đục, vỗ vào từng khối đá ngầm lởm chởm dữ tợn, bắn lên thành từng mảng bọt biển trắng xóa. Mấy tháng sau, phía đông nam đại lục Minh Hàn, trên một mảnh hải vực tối tăm, gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng nước bồng bềnh. Trên bầu trời xanh thẳm, một chiếc loan nguyệt linh chu từ đằng xa lướt gấp đến. Trên bong tàu có hơn 10 người đang đứng, nhìn về phía trước, cuối chân trời là một mặt biển màu xám bóng. Khi Linh Chu bắt đầu tới gần, bóng xám kia không ngừng phóng đại cũng trở nên rõ ràng, lộ ra toàn bộ hình dáng của nó. Đó là một hòn đảo thập phần to lớn, phía trên nham thạch trải rộng, rừng cây thưa thớt, từ xa có thể thấy bốn phía trước mắt từng tòa kiến trúc thạch điện. Ở xung quanh hòn đảo, còn có 7-8 hòn đảo loại nhỏ, giống như những vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ vùng trung tâm. Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu bay đến bên ngoài hòn đảo, nó dừng lại và đứng lơ lửng trên bầu trời. Hàn Lập mặc một bộ áo bảo xanh đứng dựa vào lan can ở mép mạn trái Linh Chu, hai mắt lộ ra lam quang nhìn về hòn đảo, lông mày không khỏi giật giật. Quan sát toàn bộ hòn đảo, bao gồm 7-8 hòn đảo nhỏ ở chung quanh, hầu như đều bị bao phủ bởi màn sáng bán cầu trong suốt, ở trên có đường hoa văn hình dáng gợn sóng không ngừng chuyển động, từ trong truyền ra từng trận chấn động rung rung. Mà trên hòn đảo, những khối nham thạch to lớn được cắt gọt gọn gàng thoạt nhìn trông như lộn xộn, nhưng kỳ thực chúng được xếp chồng lên nhau theo phương thức rất có lễ lối, phân bố khắp bờ biển. Nếu là người không hiểu trận pháp thấy vậy, đa số cho rằng đây chỉ là một dạng tường thành chưa đủ tiêu chuẩn phòng ngự, nhưng Hàn Lập lại hiểu rõ những tường thành to lớn này chính là đại trận trụ cột bảo vệ hòn đảo, mà những hòn đảo xung quanh là những chỗ trọng yếu của trận. Ánh mắt hắn nhìn xuống, tập trung nhìn vào hòn đảo gần mình nhất, chỉ thấy trên đó vây quanh chính giữa một tòa kiến trúc hình tháp tròn là những con đường rộng rãi liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất, như một bước trận đồ. Đúng lúc này, trên hòn đảo bỗng nhiên phát ra ầm một tiếng nổ lớn, chấn động kịch liệt. Mọi người trên Linh Chu thấy thế, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, nhìn lại phía dưới chỉ thấy nước biển bốn phía hòn đảo như mới đun sôi, từng đợt sóng cuồn cuộn lên cao vài chục trường.